Hello, xin chào tất cả mọi người và chúng ta sẽ cùng trở lại với ngày thiếu thứ hai của IM Katowice thôi. Và tôi sẽ đồng hành cùng với người rất quen là tức là Caster Minh Chí. Và vừa rồi thì trên màn ảnh nhỏ quý vị các bạn cũng đã hiện ra cái bản pick rồi. Chí có nhìn thấy là hôm anh em mình đang rất có duyên không? Có duyên Với map Vertigo. Hôm à? qua cũng mở màn một map thiếu Vertigo rồi và ngày hôm nay cũng vậy. Đúng vậy, nói chung là map Vertigo có vẻ như là đang được sử dụng khá là nhiều Khá là trong một nhiều đúng vài không? trận đấu gần đây. Chính xác. Hôm qua thì tôi có bình luận hai trận đấu liền thì cả hai trận đều xuất hiện map thi đấu Vertigo. Đúng vậy. Chí nghĩ sao về trận thi đấu giữa Liquid và VP này? À, trận đấu giữa Liquid và VP này thì tôi đánh giá thì chắc chắn là Liquid họ vẫn đang vượt trội hơn VP khá là nhiều. Chính xác. Vì VP họ đến từ cái lúc mà họ được Á quân bây giờ đi thì Đúng. họ tuột một cách không phanh, Chính xác. nhất là khi mà được chuyển sang VP. Chí học toán hình không? Toán hình á? Đó. Có. Biểu đồ hình sin đúng không? Biểu đồ hình sin đấy là một cái biểu đồ có thể Đấy. diễn tả được cái phong độ của VP. Vừa nãy thì tôi cũng có nhìn qua một chút về VTube Pro thì cái team này ngày 16 tháng 12 năm 2019 thì họ đã mua lại toàn bộ đội hình của Avanga và Đúng vậy. đưa đưa tất cả những player người Ba Lan thì lên ghế dự bị và họ debut ở giải thi đấu Epic Center và họ ở về vị trí thứ 7 thứ 8. Nói chung là không biết là có một cái vấn đề gì với bên phía của VP mà từ khi mà họ chỉ có đổi mỗi tên thôi. Con Đúng. người của họ vẫn Vẫn thế, vẫn vậy, chiến vẫn thuật của vậy. họ vẫn thế. Mà họ nói chung là không thể nào tả được về cái sự tuột dốc của họ. Tôi không thể nào nghĩ được là họ có thể như thế. Đúng Trước không? trước Đang đây đang từ trên đỉnh đúng không? đúng vậy, trước đây hồi bây giờ thì tôi cũng khá là thích Avanga và cũng khá là ủng hộ vị trí của James, nhưng mà không biết là đấy khi mà đổi tên thì bây giờ không Avanga Vitus Pro bây giờ trôi đi tận đâu rồi, nhưng mà Ồ, và thôi. chúng ta đã vào đến màn hình in-game rồi và sẽ bắt đầu ngay với Piston Round thôi. Vâng, đây là một tình huống đi lên khu bom sẽ bê nhưng Tuyết vừa có một mặt rồi. Bây giờ Tuyết đang tìm kiếm mặt thứ hai nhưng không thành công. Bây giờ thì đang có thêm hai người ở khu bom sẽ A, đó là vị trí của Nap cũng như là Nitro. Vitus Pro có vẻ như đang muốn solo luôn vào khu bom sẽ B thì đúng hơn, sorry tất cả mọi người. Nhưng Nitro vừa có mạng rồi, Nap nằm xuống, James kết thúc đi được Nitro thành công và tình huống rất nhanh chóng đưa về là 2v2. Bom rơi rồi, 1 phút 25 giây, nhiều thời gian để cho James xử lý. Và James đang chạy về khu bom sẽ A khi mà đang có một tình huống di chuyển của anh chàng Adren rồi. Vâng, Adren đang giữ lại ở middle và sẽ ngắt đi cái con đường back up từ bomb site B về bomb site A của bên phía team Liquid. Và bây giờ thì bắt được một mạng của Siwi không? Bắn được vào mồm đúng luôn nhưng mà bị Siwi bắn ngược lại và đưa tình huống về là 2v1. Một tình huống bắn quá lỗi đến từ Adren. James vẫn đang cố gắng di chuyển lên bomb site. Và bây giờ thì đằng sau lưng James có người, đằng trước James cũng có người rồi. Đặt được quả C4 để đem tiền về cho người đồng đội của mình. Vẫn đặt, không vừa rồi là đặt trượt, không phải là fake đâu. Mid click, mid Đúng click. vậy. Vâng, và đây là một tình huống 1v2 đến từ vị của James và James sẽ xử lý như thế nào đây? Steel 2K chỉ còn đó là 4 HP thôi. Elite di chuyển về đường ngách rồi. Nhưng James đó là một tình huống headshot hay. Đối phương quá yếu máu. Liệu rằng James có một tình huống clutch 1v2 không đây? James biết là Stewie không có kit rồi. Khả năng cao là cũng sẽ là biết luôn là Stewie yếu máu. Bây giờ thì James nào. Và đó là một tình huống tỏa sáng của James. 1-0 dành cho bên phía của Vitus Pro. Triple kill dành cho James. Cũng vẻ khá là nhọc nhằn một chút khi đang là tình huống là 2v2 rất lợi thế thì Adren lại nằm xuống tai hại, nhưng không sao, James vẫn xử lý tốt và đem được ra thắng Piston dành cho bên phía VP. Và bây giờ thì team Liquid họ quyết định là fork bài luôn với 3 khẩu DE và 2 khẩu CZ trong tay của Nitro và Twist, lượng lựu là khá là đầy đủ. Nhưng VP thì sao, họ có một SG, một AK và 3 khẩu SMG đang nhồng lên khá nhanh ở khu vực ARAM, nhưng có một smoke của bên phía team Liquid được che lại. Vâng, họ vẫn chỉ đang vây ở xung quanh thôi. Quả smoke này được sử dụng quá nhiều rồi. Quan trọng hơn là đây là một round thi đấu mà bên phía team Liquid sử dụng luôn cái round thi fork bài dành cho họ. Những round thi fork bài của team Liquid thì luôn luôn là những cái round thi đấu cực kỳ căng thẳng. Bây giờ thì team VTube Pro nếu như họ không thi đấu tốt trong round thi đấu này họ có khả năng để thua. Nhưng VTube Pro thì có vẻ như họ sẽ hướng đội hình lên phía khu bom site A. Bom site A hiện tại chỉ có bộ đôi Stewie cũng như là Nitro thôi. Quan trọng vẫn là có những quả lửa. Những quả lửa này sẽ cầu kéo thời gian để cho những tình huống rotate từ mid về của Napfly. Bây giờ thì bắt đầu self smoke vào trong bom site. Stewie bị che kín hoàn toàn, không thể làm được gì hơn. Và cố gắng gọi đồng đội về, đã có đến 4 người của bên phía team Liquid ở A rồi. Có lửa trả ra khá đau nhưng Sanji cũng chỉ mất cho mình 25 HP thôi. Vẫn đặt được quả C4 này. Và bây giờ thì hãy cùng xem team Liquid họ retake như thế nào đây khi mà những quả smoke này tàn. Nhưng có thêm smoke được nhồi nữa đến từ VP. Napfly vẫn đang cố gắng tìm một cái gì đó trong bom site.
Lần James đã kế ngay sau quả swap nhưng phát được ném ra rất trắng và bây giờ thì gỡ luôn đến từ Team Liquid nhưng không có kit ở đây. Và James đã phải nằm xuống trong tay của Napfly rồi, liên tục là các thành viên của Team Liquid nằm xuống nhưng họ cũng đã bắt được hai người của VP. Bây giờ thì còn lại một mình TreeZZ thôi, TreeZZ móc ở đằng sau. Dưới chân anh ta đang là Quicket và khá là yếu máu, nhưng nhiều lắm nó cũng chỉ là một mạng nữa dành cho TreeZZ là thành công. Nhưng anh ta lại không check kỹ góc rồi. 2-0 dành cho bên phía VG Pro. Vừa rồi thì Team Liquid định trả ra quả smoke để gỡ luôn đến từ cái chàng này trồi, nhưng mỗi tội là có vẻ như là cái phần sau của cái nhân vật hơi to, lộ hơi nhiều và anh chàng đứng ở hụng ách vừa rồi đã có hai mạng rất dễ dàng với công bác 10 thôi. 2-0 Liquid để thua một round giữa Fox Bay và họ sẽ phải echo. Tỷ số thì khả năng cao sẽ là 3-0 dành cho bên VG Pro, khi mà trên tay của VG Pro vẫn đang là những khẩu SMG nhiều là UMP45 và Mark 10 trên tay của Sanji cũng như là James. Những vũ khí này mà hốt những khẩu lục không giáp thì sẽ là rất sướng. Nhưng Nitro có một tình huống đẩy rồi, một tình huống đẩy từ khu bom xe B sang. Bây giờ thì VTubro không ai kê lại đằng sau cả. Ở đây rồi, Quicket kê lại đằng sau nhưng vẫn có một bạn bom rơi rồi. Bây giờ thì James kết thúc đi với Nitro. Một tình huống đẩy vào để đổi mạng nhưng không thành công. Adren kết thúc Elite và tình huống là 3v3. Nhưng mà Adren cần phải có sự trợ giúp ở đây, có người móc sau cần phải nhanh hơn, đó là vị trí Buster. Nitro lộ tiếng rồi và bây giờ thì một bạn đến từ Buster double kill. Một round thì được echo thôi nhưng cũng phải rất vất vả đến từ về phía Nitro và Sanji. Hắc cước Sanji đây rồi, anh chàng nổi tiếng của Talander Berlin bây giờ thì cũng đã lên tiếng trong round thứ vừa rồi. 3-0 dành cho Vitus Pro. Vâng, một round mà bên phía Team Liquid họ eco trắng như vậy mà họ vẫn bắt được 3 súng của VP. Nó cũng đã là quá tuyệt vời rồi. Chúng ta có thể thấy là sau 3 round thắng thôi, lượng tiền của VP họ có được không phải là nhiều đâu. Chỉ có một mình Sanji là có 4.200, còn lại gần như là ai cũng đã hết tiền rồi. Bây giờ thì hãy cùng xem Team Liquid một round mà họ full buy với 5 khẩu M4 thì sẽ làm cái gì đây. Lượng liệu cũng đang là rất đầy đủ. Vừa rồi thì VTubro đã trả ra quả smoke carry ngách rồi, nhưng có vẻ như quả smoke đó không làm cho Stewie đủ để Stewie sợ. Stewie đứa con của quả smoke mà bây giờ thì lộ chân rồi. Trời ơi, nhìn những tình huống di chuyển của Stewie đi kìa, quá mượt mà luôn. Vâng, cũng rất may mắn khi mà đối thủ cũng đã giật mình và không phản xạ kịp. Bây giờ thì bên phía của VP họ di chuyển ra mid khá thoải mái. Vâng, có ai kê lại không đây? Chỉ là kẹp mid từ hai hướng bom side B và bom side A thôi. Và bây giờ thì Napfly là người có mạng của Sanji, một mạng rất đơn giản dành cho Napfly. Smoke được che lại. Vâng, che hẳn cả hai bên và bên phía VP họ quyết định đánh về khu vực bom side B nơi mà đang có TreeZZ. Nhưng TreeZZ shot được James rồi, trả thêm quả smoke ra, thậm chí là hết shot được cả Adren. Đó lại là một tình huống nữa mà Adren bắn lỗi. Và bây giờ thì chỉ còn lại Quicket và Buster thôi. 2v5. Bây giờ rất khó dành cho VTube Pro rồi. Nhưng mà phải nói rằng cái tình huống bắn lỗi skill của Adren là cực kỳ đáng trách, khi mà tay của anh chàng Twist vẫn còn đang cầm smoke kia kìa. Bây giờ thì Quicket sẽ làm gì đây? Trong bom xe A vẫn có hai người. Quicket vừa điểm chỉ Stewie thành công rồi. Bom xe A hiện tại chỉ còn một mình đội trưởng Mỹ Nitro mà thôi. Không có một tín hiệu nào backup từ khu mid đầu cả. Bây giờ thì Nitro sẽ phải đợi thôi. Bây giờ đợi được rồi, khi mà vị trí Elite đã back về. Nitro đang có một góc kê rất đẹp ở đây. Nếu như Quicket quắc vào thì khả năng cao Nitro sẽ là người khó mạng. Nhưng không, cũng giảm ra là rất đầy. Nitro gặp khó rồi, hai khẩu SG đang tập trung vào anh. Có lửa trả ra để cứu. Nhưng anh chàng Elite biết khi đó thành công, double kill dành cho vị trí Elite. Một tình huống hộ giá rất kịp thời. Cuối cùng thì Team Liquid họ cũng có được round thắng đầu tiên. Và ngay khi mà họ thắng thôi thì VP đã phải yếu tiền luôn rồi. Tiền rồi. Với cái việc là họ có một 2.900, 2.500 như này, có lẽ sẽ là eco, có lẽ sẽ eco một round thôi. Vâng, vừa rồi ấy, tôi nhìn thấy trên người của anh chàng Sanji có đến 5.600 tiền. Nếu như mà ở hồi Berlin bây giờ thì chỉ biết là James sẽ bảo gì không? Mua tôi khẩu ốp. Vâng, mua ngay khẩu ốp cho James nếu mà có đủ tiền. Nhưng mà bây giờ hơi đáng biết, chắc là Sanji cũng hết tiền thôi. Chắc nếu mà đủ thì cũng sẽ là có ốp dành cho James. Bây giờ thì sao đây? Bên phía Team Liquid họ đang rất thoải mái. Họ cũng có vẻ như cũng đã tính ra được cái lượng tiền của đối phương rồi. Những góc kê của Team Liquid đang chủ động cho những tình huống bắn nhau hơn. Và Napfly kết thúc của Sanji rất đơn giản, ngay lập tức là đổi vị trí. Còn Adren thì cũng chỉ có thể nhặt lại khẩu súng của người đồng đội của mình thôi. Không thể nào chết kill được trong tình huống vừa rồi. Quá khó cho VP trong round đấu này. Có lẽ sẽ là 2-3 dành cho bên phía Team Liquid một cách nhanh chóng. Tôi nghĩ là cũng sẽ là như vậy thôi. Khi mà anh chàng Twist cũng đang bắn thất bay ở trên khu bom xe B, nhìn thấy rồi một quả nết này. Và một quả nết không trúng ai, nhưng đó cũng là một quả nết rất hiệu đà trên tay của anh chàng Twist. Có vẻ như VP trong round thứ này họ đang muốn đổi hướng lên khu bom xe B, nhưng Twist vừa rồi hạ gục Quicket thành công. Một tình huống teamwork tốt với cả vị trí của Nitro. Adren đẩy ra khu middle.
và đang muốn thử sức với anh chàng Nitro. Sẽ hơi khó dành cho Adren khi mà ở những round thiếu vừa qua thì Adren bắn chưa vào tay lắm. Buster đang muốn pick người với khẩu DE nhưng các vị trí đứng của team Liquid đang là quá kỹ. Twist đây là một góc giữa đường sẽ được bắn trước. Nitro kết thúc Adren thành công. Bây giờ thì Buster chưa biết đi đâu về đâu đây. Twist vẫn đang kê lại những nam fly di chuyển hơi hay rồi. Có Twist ở đây làm đổi ngay lập tức là sửa sai cho người đồng đội của mình. Và vẫn là round thắng thứ hai dành cho bên phía team Liquid. Bây giờ VP họ, tôi vừa thấy một khẩu op dành cho vị trí của James rồi. Vẫn là một khẩu op dành cho James. Adren thì cầm một khẩu Mark 10 và có AK gì cho Sanji và Quicket nữa. Liệu team Liquid có thể cản lại được khẩu op này hay không đây? Bây giờ thì sẽ phải chờ xem là cái lối bắn up của James ở trong map thi đấu Vertigo này sẽ là như thế nào nào. Bây giờ thì sẽ là những tình huống gây áp lực sớm lên vụ bom xe B. Tuyết từ nãy đến giờ thì vẫn cứ là rất thoải mái solo vụ bom xe B mà thôi. Quả nết đây, trong quả nết là Tràm Bình và quả nết này. Quả nết cấu đi một chút máu rồi. Nhưng anh chàng Buster vừa làm gì mà còn đó là 51 HP kìa. Đã phát hiện ra một tình huống nhảy trách và Tuyết có vẻ như đã biết điều này. Di chuyển vị trí rất khôn khéo đến từ anh chàng Tuyết. Bên phía team Liquid họ đang gây rất nhiều áp lực vào cả khu vực A-Ram cùng với đó là cả B-Ram với cái lượng lửa và nết của mình. Thêm lửa nhồi vào Forklift. Nhưng bây giờ thì có lẽ team Liquid sẽ phải bắn lùi một chút thôi. Stewie vẫn đang vào mình đẩy ra. Headshot được Peter thành công. Một tình huống bắn quá tốt đến từ Stewie. Nhưng Buster lại đổi được mạng của Twitch ZZ ở bom side B rồi. Còn lại một mình Nap fly ở đây thôi. Nap cần phải chơi thật khéo trong tình huống này. Vị trí của Buster cũng chỉ có cho mình 17 HP nhưng James lại bắt được Stewie. Một tình huống mà Stewie đã đẩy rất cục vào khu vực A-Ram. Hãy cùng xem nào, Nafly liệu có thể cứu được những người đồng đội mình không. Nhưng Nitro thì đã headshot được Adren. Nafly đang trốn trong smoke nhưng có Sanji kê lại sau smoke tàn. Nafly xấy đôi, có thể sẽ là triple kill. Còn lại một mình James thôi. James, vâng, bây giờ đi xếp súng cũng khó. Những người đồng đội thì đã nằm hết xuống rồi. Vâng, James liệu có thể bắt được ai. Nafly vẫn đang trốn khá là kỹ và James thì chủ động muốn tìm vào. Còn 30 giây dành cho James thôi. Thấy được đối phương rồi, quick scope là khá nhanh. Nhưng ngay lập tức thì có người đổi mạng thành công. Và đó là round thắng thứ 3 dành cho team Liquid. Thậm chí là họ còn nhặt về một khẩu op của James nữa. Rất lãi. Một round thắng vừa rồi rất lãi khi họ có op. Vâng, nhưng mà vừa rồi phải nói lại cái tình huống xử lý của anh chàng Napfly đi. Quả smoke mới mờ tan đi thôi mà anh chàng này đã spray transfer làm 2 rồi. Một tình huống bắn cực kỳ tốt ở trong khu bom side B đến từ vị trí Napfly. 3 đều dành cho team Liquid và những round thiếu đầu tiên của trận thi đấu này đang quá căng thẳng ở đây. Hiện tiếp theo là round thứ 7 thì Vitupro đang có một round thi đấu eco với những khẩu lục. Vâng, round thi đấu này thì Napfly đang là người bắn ốp rồi. Napfly bắn ốp từ rất lâu. Napfly có một góc kê đẹp của Humito và Napfly có một bạn của Adren. Trước đó thì Stewie cũng đã bắt kịp Quicket ở khu bom Saga. Một tình huống mà Napfly suýt chút nữa đã có thể xiên đồi khi mà Sanji cũng ăn đạn nhưng rất may là vào chân thì phải. Cho nên anh ta vẫn còn cho mình 15 máu. Chứ nếu không thì không có giáp thì đó sẽ là một pha mà Napfly có double kill. Bây giờ tiếp tục là lại là quả flat đến từ Nitro và vẫn là GZZ giạt ra rồi. Buster đứng im chịu trận, không làm gì hơn được cái trong tình huống này. Cái chết đấy là cái chết trắng quá rồi. Liên tục là những tình huống teamwork từ Twist ra khu vực bom side B. Twist có mạng tiếp theo cho mình ở trong round thi đấu này. Hai mạng dành cho vị trí Twist rồi. Anh chàng Twist ngày hôm nay có vẻ như đang rất khát máu. Vâng, bị lộ vị trí ra đến từ anh chàng James và đó là mạng đến từ đội trưởng Nitro. 4 rồi. Round thứ tiếp theo, V2Pro sẽ là một round thiếu full bài đầy đủ bom mìn. James sẽ tiếp tục có op và đây là tình huống bắn op không giáp đến từ vị trí James. Ngày hôm nay thì có vẻ như Adren chưa bắt nhịp được với trận thi đấu này. 1-2-7. Số frag đang là hơi thấp. Bên phía bên kia thì Elite cũng chỉ có 2 thôi, nhưng mà những đóng góp của Elite vào cho thế trận của Liquid là rõ ràng hơn. Chủ yếu là Elite thì anh ta phòng thủ ở khu vực bom site A và từ nãy giờ thì VP họ cũng không đánh lên bom site A quá nhiều đến cái vị trí của Elite, cho nên Elite gần như là vẫn chưa phải làm gì. Và Stewie vẫn là những tình huống đẩy ngách cực kỳ là khó chịu. Những tình huống đẩy của Stewie nó đã khiến cho bên phía VP phải gọi là không biết lúc nào để mà kê nữa cơ. Nhưng Nitro đã bị bắt lại bởi vị trí Quicket rồi. Vâng, một tình huống bắt được ở dốc của em. Bây giờ thì Elite cũng đã phải nằm xuống. Vâng, chúng ta vừa nhắc đến cái tên Elite trước đó. Bây giờ chỉ còn lại một mình Stewie thôi. Và Stewie, anh ta liệu có tạo ra đột biến gì hay không đây? Buster đã thấy được cái chân vừa rồi rồi. Và cái chân ở khu vực B-Ram không quá quan trọng. Napfly đã kê trực diện vào từ trong bom site. Và bây giờ thì VP có vẻ họ đang muốn fake A để họ đánh về khu vực bom site B. Họ đang hoắc dân về B rồi. Napfly thì cũng đang bỏ khu vực bom site B để về khu bom site A rồi. Xin lỗi anh em, đó là vị trí Tuyết thì đúng hơn.
Vâng, Tuyết đang bỏ về nhưng vẫn check lại middle rất cẩn thận đến từ anh chàng này. Không biết rằng team Liquid có một tình huống bắt bài ở A hay không đây. Vâng, đúng là bắt bài A rồi. Đường ai nấy đi và khả năng cao là V2Pro sẽ sở hữu round thứ tư rồi. Một quả bom đặt rất đẹp dành cho V2Pro. Bây giờ team Liquid có quyết định tách hay không nào? Nhìn những đường di chuyển như thế này đến từ các thành viên team Liquid thì đây là một round thiếu xếp súng rồi. 4 đều dành cho bên phía của V2Pro. Vâng, xếp được khẩu ốp và SG như thế này. Cái F4 trong tay của Twist nữa, nó cũng là rất hợp lý thôi. Nhưng mà quan trọng, nhưng mà chỉ biết quan trọng là gì không? Quan trọng là gì? Khẩu SG nào nó 3. Đúng vậy. Khẩu SG nào nó 3 mà rơi về tay của bên phía City Side thì ở map này cũng không khác gì là hổ mọc thêm cánh cả. 4 đều là một tỷ số căng và hứa hẹn nào thì tiếp theo sẽ là một round thi đấu cực kỳ hấp dẫn. Và nhỡ đâu CV2K sẽ truyền khẩu SG này cho Elite sao? Và đúng. Elite tiếp tục làm 2. Lúc nãy Elite thì cũng đã cầm SG rồi nhưng mà vị trí của Nigel trên nhanh quá, không cover. Và điều đó khiến cho bên phía bombsite A của team Liquid họ bị thủng một cách khá bất ngờ. Chính xác là như vậy. Vâng, Stevie2K attack ram rating của anh chàng này mới chỉ là 41 mà thôi, cũng hợp lý so với số mạng của anh chàng này là 3. Advent 1 mạng nhưng mà ADR lên được 48 khi mà đã có 2 assist. 4 đều. Vâng, bây giờ hãy cùng xem là hai bên vẫn tiếp tục là full buy VP. Họ sẽ di chuyển như thế nào đây? Team Liquid chắc chắn sẽ cẩn thận hơn sau cái tình huống vừa rồi. Twist, anh ta đã đẩy cưa rồi nhưng flash vào rất trắng đến từ Adren. Buster ngay lập tức kết thúc cái màn của Twist ZZ. Bây giờ thì bom side B không có ai. Vị trí của Napfly đang phải cố gắng chạy về rất nhanh. Nhưng Stewie thì đang bị đục ở khu vực bom side A. Một tình huống tận dụng cái trích của anh chàng Stewie nhưng không thành công rồi. Stewie spam nhưng bị unspam ngược lại, còn đó 68 HP. Hiện tại thì các thành viên của V2Pro vẫn đang hầu ở khu vực mid cũng như Aram mà thôi. Bây giờ thì team Liquid chỉ còn hai thành viên, họ sẽ phải bắn đuổi 2-2. Bombsite nào sẽ bắn chắc cho bombsite đấy. Bombsite A hiện tại CV2K vẫn có thể kè được từ khu mid đồ vào. Fake ném đồ lên khu bombsite A đến từ bên phía của Giang Team cũng người đồng đội rồi. Nhưng không biết rằng có đưa bom thật lên khu bombsite A hay không đây. Động trả ra một quả lửa vào bombsite trước khi mà smoke đang che kín đến từ bên phía team Liquid. Chỉ cần những quả smoke phải tan thôi, team Liquid cũng sẽ có khá nhiều lợi thế. Khi mà VP họ dần hết đổ trên người, họ chỉ muốn một quả smoke trong tay của trên thôi. Đang fake rất nhiều lần lên khu bombsite A và đây sẽ là tình huống đưa bom lên bombsite A thật rồi. Adren sẽ là người đặt bom thì vẫn còn một quả lửa nữa trồi ra kìa. Adren đang bị đốt và Adren rất may mắn vẫn kịp đặt được bom và không chết. Adren bị ăn spam, còn đó 52 HP rồi. Team Liquid sẽ retake quả bom này như thế nào đây? Có smoke, có lửa trên người. Nhưng mà quả bom này là quả bom đặt đẹp cho tình huống xử lý của James với khẩu AWP. Vâng, James liệu có thể làm được hay không? Stewie vẫn đang đứng trong quả smoke. Còn bây giờ thì James sai timing và lộ vị trí rồi. Anh ta bị headshot bởi Nitro nhưng trước đó Sanji đã có mạng của Stewie. Bây giờ thì sao đây? Sanji đã có góc đứng rất đẹp và Napfly hết có mạng của Sanji thành công đưa về là 1v3 thì nó có lẽ là sẽ là đi xếp súng thôi. Không thể làm gì hơn được nữa khi mà trên tay Nap chỉ là một khẩu ốp. Nhưng ở B-Ram hình như đang có người để chặn đầu Napfly thì phải. Liệu có xếp được ốp hay không đây? Đó là chiến Buster. Napfly thì đã xếp ở khu City Bay rồi. 5-4 cho V2Pro. Tôi đã nói mà round thiếu tiếp theo sẽ một round thiếu cực kỳ căng thẳng. Và vừa rồi thì V2Pro đã có round thiếu thứ 5. Bây giờ thì team Liquid mặc dù để thua thì họ vẫn có đủ tiền full bài thôi. Nhưng đây sẽ một key round này cho họ. Năm bốn, vâng, một trận đấu mà khá là căng thẳng. Khi mà ai cũng nghĩ rằng về phía team Liquid họ sẽ dễ dàng đè bẹp VP với cái phong độ gần đây của VP đang khá tệ. Có lẽ là VP đang thể hiện cho chúng ta thấy được rằng là họ cũng đã có sự chuẩn bị đến với cái giải EM lần này. Và chưa biết mèo nào cũng có thể cắn được biểu nào đúng không? Stevie2K lần này bắn ọp ở trong khu bombsite A. Stevie2K đang muốn pick người. Nhưng những vị trí đứng của V2Pro đang là rất kín. Quỷ Cớt vẫn tiếp tục tận dụng quả smoke one way đó. Nhưng Stevie2K cần phải cẩn thận trong round thiếu này. Đối phương đã ém rất fast rồi. Stevie2K sai tam bênh và Stevie2K nằm xuống rồi. Bombsite A chỉ có mình Nitro thôi. Nitro đang sống trong đơn độc ở đây. Napfly đang chạy như bay để về backup cho người đội trưởng của mình. Bây giờ thì đang quá trắng rồi. Rất cấp bạc kỹ nhưng Nitro bắn tay là to hơn. Bị kết thúc đi với Quỷ Cớt rồi. Bây giờ thì anh chàng Napfly đang ở đâu? Napfly hút người về khu bách sai. Bom đã đặt thành công rồi. Elite vẫn đang căng tốc để spam nhưng mà không trúng ai cả. Và mấy phía của VP họ có vẻ như đã nhận ra được rằng là bom sai A mới là điểm yếu của team Liquid. Từ nãy giờ họ đục lên bom sai A khá nhiều và những cái tình huống mà Stewie hay là chỉ còn Nitro anh
bắt lại thôi. Nó cũng đã khiến cho TD Quick rất khó khăn trong việc retake. Và bây giờ thì sao? Vâng, vẫn đang cố gắng đẩy ra đến từ vị trí của các thành viên Team Liquid. Và Napfly muốn ninja defuser nhưng hai người đồng đội của anh thì đã nằm rồi. Và bây giờ thì chạy cũng không kịp nữa rồi. Quỷ cợt ngay lập tức kết thúc Napfly và đem về ra thằng thứ 6 dành cho VP. 6 dành cho V2Pro rồi. Vừa rồi thì anh chàng Quỷ cợt đứng ở trong bom site B, nó có bom site trong khu vực đặt bom của bom site A, nó là kỹ quá. Một góc rất khó đoán dành cho các thành viên của Team Liquid. Và vừa rồi thì nó là round thứ 6 dành cho V2Pro. Bây giờ thì Team Liquid sẽ có một round thi đấu Eco. Vâng, một round thi đấu Eco với những cầu lục đến từ Team Liquid và những cầu DE. Ngày hôm qua thì các thành viên của Team FaZe Clan đã sử dụng rất hay. Ngày hôm nay thì Team Liquid sẽ làm gì đây? Nhưng đẩy mid thì Elite đã bị bắt rồi. Một tí ống kê ọp trước của James rất khó có thể bắn trượt trong pha xử lý vừa rồi. Thiếu người rồi, Team Liquid bây giờ họ sẽ rất khó thở. Họ đã mất đi vị trí Elite. Elite trận đấu này có vẻ như cũng đang hơi thọt. Anh ta đang có Kadia không đẹp tí nào. 2-1-7, Tiwi tiếp tục những tình huống đẩy ngách của mình. À không, đó là Nitro. Nhưng Nitro cũng đã bị phát hiện ra bởi Quỷ cợt. Bây giờ thì bên phía TVP họ đang thi đấu khá là chậm rãi. Họ kê lại và chờ đợi những tình huống đẩy mắc sai lầm của đối phương. Và họ sẽ bắt mạng đem về lợi thế thôi. Chứ không hề có một cái tình huống gọi là di chuyển tất cả cùng nhau vào từ sớm. Bây giờ thì bắt đầu VP họ stack ở khu vực A-Ram. Sẽ là vào bom xe A rồi. Vẫn đang có Siwi ở đây. Vâng, với việc là đổi được hai mạng dành cho Siwi nó cũng đã là rất tuyệt vời rồi. Bây giờ thì Siwi đang ngồi một góc giữa đường. Và liệu rằng ngã ba đường này Siwi sẽ làm gì đây? Vâng, Siwi đẩy ra không thể kết thúc đi được vị trí quỷ cợt. Chính Siwi mới là nạn nhân cờ cho bom xe. Nap đang cúi đầu xuống rồi. Một góc ngồi nó cũng gọi là khá bất ngờ đấy, nhưng bị check vào thì thôi xong có đồng. Napfly nằm xuống và round thiếu này sẽ là round thứ 7 dành cho V2Pro mà thôi, không thể khác được. Vừa rồi nhảy vào check tận nơi để bắn vào người Napfly, cũng không biết nói gì hơn nữa. 7-4 dành cho bên phía VP. Hãy cùng xem Nitro có bắt được ai không đây. Đó chỉ là một mạng dành cho Sanji thôi. Vâng, hết VP rồi, đến lượt Team Liquid. Họ đang bị chết lẻ rất nhiều. Tuy nhiên đây chỉ là một round mà họ Eco, cho nên nó không có quá nhiều điều để nói. Rồi đấu sau bên phía Team Liquid có thể full buy được. Tại không xem Team Liquid thì họ có thể comeback được không đây. Quỷ cợt đang khá yếu, vẫn quyết định solo aim. StreetZZ là người chiến thắng trong tình huống vừa rồi. Một bạn an ủi dành cho vị trí của StreetZZ. 7 dành cho bên phía Team V2Pro. Và trong round thiếu này thì Team Liquid đang sử dụng quyền timeout tactical. Hợp lý thôi khi mà họ đã để cho V2Pro thắng, có một chuỗi thắng liên tục rồi. Bây giờ thì vị trí Adren, người huấn luyện viên sẽ có những cái lời chỉ thị nào đây? 4 round hiệp chiến thắng liên tục và Sanji đã có 10 mạng dành cho riêng mình. Chính ra tôi để ý là chỉ rất là thích anh chàng Sanji đúng không? Không, tôi cũng khá là ấn tượng với Sanji về cái khả năng bắn MP9. Cho nên là tôi đang chờ thêm chút nữa VP họ sang CD side. Tôi rất là thích xem Sanji bắn MP9. Tại vì đấy cũng là một khẩu súng mà tôi hay bắn. Và Sanji bắn khẩu đấy phải nói là toàn mồm. Nhưng mà chính ra trên thế giới cũng có nhiều người sử dụng khẩu MP9 hay mà. Nhưng bây giờ đang chỉ bảo là người ta ấn tượng thôi. Ấn tượng với Sanji là chính. Vâng, và trong round tiếp theo, round thứ 12 thì Stewie 2K và Napfly đang ở hai khẩu ốp trên tay đến từ cái Team Liquid rồi. Sanji lần này anh chàng có vẻ như đang muốn đổi hướng đục lên cục bom giải bể. Stewie 2K, vâng, vẫn có một góc ọp giữa đường đến Stewie. Nhưng đến camping Stewie hiện tại ở khúc Aram đang là hơi tệ. Không biết rằng Stewie có thể cải thiện được hay không đây. Vâng, Siwi cùng với Nitro từ nãy giờ thì chết ở khu bom xe khá là nhiều. Nhưng lần này là TZZ ở B nằm xuống rồi. Một lần nữa lại là Buster điểm chỉ vào mồm của TZZ. Và chỉ còn một mình Napfly trên bom xe B thôi. Với một khẩu ốp, Napfly cần phải làm thật tốt trong tình huống này. Khi mà đồng đội muốn back up về cho anh cũng sẽ phải đi một con đường rất dài. Bây giờ thì sao, đã ngắt được mid đồ. Và đến từ các thành viên của bên phía VP, họ vẫn đang gây ra khá nhiều áp lực vào khu vực mid. Nhưng đã có một người back về để hỗ trợ cho Napfly. Nap cũng đã chủ động đổi góc rồi. Đây sẽ em rao thì đánh lên cùng bom sai B. Nhưng Napfly vừa kết thúc điểm Adren thành công rồi. Liệu rằng V2Pro có chùn chân hay không đây? Khi mà khẩu ọp của Napfly vẫn đang kê thẳng. Vâng, có một flash được bút vào nhưng Napfly có mạng dạng Buster đổi một. Nhưng bị kết thúc cài bởi chàng Elite rồi. Tình huống bị đưa về là 3v2 dành cho V2Pro. Quỷ cợt và James sẽ làm gì trong tình huống này đây? James có khẩu ọp và thời gian thì vẫn còn đó là 40 giây nhưng bom rơi vị trí hơi khó. Không biết rằng sẽ có một tình huống James time nào hay không nào? Vâng, bây giờ James vẫn đang kê lại ở mid và Quỷ cợt có lẽ là vẫn muốn phi vào.
từ khi đổi tên thành VP thì chắc là bỏ mất chiến thuật James Tham rồi. Quy cớt vẫn đang đẩy lên nhưng anh ta nằm xuống với Elite, và bây giờ thì James cũng không còn cơ hội nào nữa cả. Quá khó để James có thể di chuyển được rồi. Đó là double kill dành cho vị trí của triple kill dành cho Elite thì đúng hơn. Và Team Liquid đem về là thằng thứ 5. Họ vẫn có cơ hội để kết thúc cái lượt first half này với lợi thế dành cho họ. Nhưng họ cần phải làm thật tốt, thật chắc chiu từng pha xử lý. Nếu không thì bên phía VP sẽ là tận dụng và vươn lên dẫn trước. Bây giờ thì bên phía của VP vẫn có thể full buy được, vẫn là ốp dành cho James. Cái lượng tiền của họ tích được đang là khá nhiều. Những cái round thắng của họ không mất quá nhiều người đâu. Và bên phía Team Liquid thì sao? Stewie có một khẩu ốp nhưng không có tiền. Và bây giờ liệu có một pha sai tham minh nào đến từ Stewie không đây? Stewie ngày hôm nay đang bắn hơi yếu ở khu bom dãy A, nhưng ở góc khác trên bản đồ thì đó là bom dãy B thì đã có những tình huống đổi mạng của NAP cũng như Advent rồi. Bây giờ thì James vẫn đang tận dụng một cái trick ở đây. Có vẻ như sẽ không ai đứng ra cái khu vực đó. Bên phía khu vực bom sai B của Team Liquid thì Twist vẫn đang là người solo một mình. Twist đang phải ná trách thôi khi mà trên người có cho mình một quả smoke. Nhưng Vizuo Pro thì họ đang hầu rất đông ở khu Aram. Liệu rằng đây có phải một tình huống tiếp tục đổi gió hay không đây? Adren kết thúc điểm Twist rồi và bom sai B thì đã hoàn toàn clear. Team Liquid cứ bắn chắc được một bom ở bom sai này thì ra sao bom sai khác lại thủng. Vâng, Stewie kết thúc điểm sàn gì và nhìn thấy bom rơi rồi. Bây giờ thì đang có những tình huống đẩy họp ra. Kiwi hai mạng rồi cho vị trí Kiwi, không thể có mạng thứ ba. James đang trắng và không có một tình huống đẩy ra nào cả đến từ vị trí Elite. Không bật tâm trước ừ MVP nào Pixcope và nó tình huống bắn tốt hơn của anh chàng Elite. 6-7 dành cho Team Liquid rồi. Và những tưởng như với việc thủng bom sai B thì Team Liquid gặp khó, nhưng ngay lập tức một pha đẩy ra theo tham minh hợp lý đến từ Stewie rồi phát hiện ra được quả C4 ở khu vực ARAM. Vâng, chính xác là như vậy. Tình huống xử lý vừa rồi của Stewie chính là key trong cái round thi đấu vừa rồi. Sau rất nhiều round thi đấu tham minh tệ thì cuối cùng thì Stewie cũng đã có một tình huống tham minh rất là chuẩn đúng không? Vâng, đó cũng là điều mà Team Liquid cần ở Stewie, một khả năng tạo đột biến. Tạo đột biến rất lớn. Và bây giờ thì khoảng cách chỉ còn một round nữa thôi. Team Liquid hoàn toàn có thể gỡ hòa, thậm chí đây còn đang là key round của bên phía VP. Nếu không đạt được C4 thì cái lượng tiền của VP sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Và bây giờ thì tiếp tục là kéo ốp ra đến từ Stewie, nhưng lần này có ốp ở hatch. Vâng, bây giờ sao thì Stewie bắt được quy cớt rồi. Một quả flash của James bị lỗi thôi cũng đã phải trả giá. Và bây giờ Nitro có mạng của James, 5v3. Thậm chí là Team Liquid còn chưa ai mất máu cả. Elite đang chủ động đẩy gần lên. Vâng, Sanji có kê lại đây không đây? Vâng, Sanji đang cố gắng giữ lại cái fog leap này. Vị trí đẩy của Elite đang là quá đẹp thời điểm này rồi. Nhưng mà Elite sẽ được bắn trước và đó là tiếng bắn vào bắn ngay anh chàng Sanji. Buster và Adren, hai thành viên còn sống cuối cùng, Vizuo Pro sẽ làm gì trong round thi đấu này đây? Mặc dù thời gian vẫn còn là rất nhiều. Vâng, Buster đang muốn lên khu bom sai B, nhưng bom sai B thì Napfly đang bắn quá chắc với khẩu họp. Từ lúc mà Napfly cầm họp thì bên phía của Team Liquid rất ít để thủng bề. Bây giờ thì Buster có vẻ như vẫn đang đợi Adren về chẳng. Hãy đây sẽ một tình huống fake khu bom sai B để đặt bom A nhưng không được rồi, bom A đã rời. Napfly bắn yếu vị trí Buster rồi và anh chàng này đã bị kết thúc đi bởi một viên B250 rồi, 7 đều. Bên phía VP thậm chí còn chưa thể cầm được C4 vào bom xài nữa. Và bây giờ lượng tiền của họ là quá yếu, họ sẽ phải chơi cho mình với những khẩu lục. Gali trong tay của James, vâng, lục cho tất cả các thành viên còn lại, nhưng James, King James vẫn sẽ phải cầm Gali, khẩu súng to nhất của họ. Rồi hãy cùng xem khẩu Gali trong tay của James liệu có thể cứu được cái gì đó dành cho bên phía VP không. Thực ra thì cái tỷ số 7 đều này vẫn đang khá là cân bằng. Và VP vẫn còn cái lượt second half để có thể làm tiếp. Vâng, và bây giờ thì Vizuo với những khẩu lục có thể chạy bắn, họ đang di chuyển ở khu middle rất nhanh. Dẫn đầu đoàn đua đang là vị trí Adren. Smoke che đi bom sai A để rẽ về B. Ừ, đây rồi, đang có người kê lại CC. Nhưng Napfly bắn trượt rồi và yếu máu. Napfly đang tự phải trả ra quả lửa để sủi về một vị trí khác đẹp hơn. Vâng, ở đây Elite đẩy ra khỏi quả smoke rồi, rất bất ngờ có người đẩy tiếp, đó là Nitro. Nitro làm đời. Quả C4 đang nằm trong tay của Nitro và round thắng thứ 8 cũng đã nằm trong tay của Liquid rồi. Không không, chưa chắc nha. Khi mà Napfly và Nitro lại đang yếu máu nữa thì cơ hội dành cho Team VP vẫn còn. Và bây giờ thì Napfly một góc kê khá là đẹp rồi. Buster liệu có thể làm được gì đó hay không đây? Khi đằng sau đã được bảo kê thì bây giờ anh chàng Napfly chỉ cần kê một đường mà thôi. Khả năng cao là vị trí Buster sẽ đi vào cái tầm mà Napfly đang bật trước. Quicket, vâng, Quicket cũng đang muốn làm gì đấy với một khẩu CZ-75. Nhưng sẽ là quá khó khi mà chỉ là hai khẩu súng lục đối đầu với bốn khẩu súng to. Và chưa kể là cái khẩu súng CZ-75 của Quicket nó bắn từ xa vào đầu thì lượng đam của nó cũng sẽ là rất thấp. Thêm những quả smoke vào nữa thì thôi, không khác gì là
che đi cơ hội cả. Napfly kết thúc Buster. Quickert sẽ đi qua quả smoke này làm mồi cho ba thành viên bên phía City đang đứng chờ sẵn mà thôi. Quickert vẫn đang cố gắng câu kéo thêm thời gian. Tuy nhiên thì càng ngày hy vọng của Quickert sẽ càng bị giảm đi thôi. Chỉ còn 20 giây. Và bây giờ thậm chí Quickert không thể kết thúc được Nitro. Khá là đáng tiếc khi mà Nitro yếu màu, nhưng không sao. Vẫn sẽ là thằng thứ 8 dành cho team Liquid. Kết thúc lượt first half thì bây giờ thì on top of the world right now. I feel on top of the world. I feel on top of the world right now. I always wanted the world. I want to conquer the world right now. I feel on top of the world. I feel on top of the world right now. I call the shots and the man with the plot, and we only go bombs away. Ain't no one protecting my mind as a weapon. That's why I'm a dominate. Taking advantage of every second. Now I ain't got time to waste. They all trying to sign my name. They want me to sign my name. Counting your blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, now everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish. Yeah. I feel on top of the world. I feel on top of the world right now. You've been distracted, your best, my average, there's a reason for that's a fact. So they snapping back, mad at the fact that I don't have a backup plan. I need that outworking everybody when I relax, so I ain't tripping about none of y'all feedback. Air that, wonder when I'm gonna peek at. And that's why you count your blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, now everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish, yeah. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. And the man with the plot, and we only go bombs away. Ain't no one protecting my mind as a weapon, that's why I'm a dominate. Taking advantage of every second, now I ain't got time to waste. They all trying to sign my name, they want me to sign my name. Counting the blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, now everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish, yeah. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. Saw you look at me that way. It broke my heart.
time that I regret for being so heartless. It was the moment of, the moment of, the moment of heartless. Từ từ. Vâng, và trở lại với trận thiếu này thôi. Update một chút thì ở trận thiếu cùng giờ giữa Mad Lion và Evil Genius thì bên phía của team EG đang dẫn trước Mad Lion rất sâu 11-4 sau lượt first half. Chúng ta sẽ tiến tới là trận thứ hai của trận thiếu giữa team Liquid và PV rồi. Vâng, team Liquid họ đang có một player lên liệu, đó là Nitro. Họ lại còn đang hướng ra khu A-Ram nữa. Có vẻ như sẽ là đánh lên bom xe khá nhanh. Trong khi đó thì VP đã đẩy được B-Ram, cùng với đó là đẩy middle rồi. Họ sẽ có được thông tin trong cái tình huống này. Và bây giờ thì hãy cùng xem vào team Liquid. Nếu mà họ hầu quá lâu, hoàn toàn sẽ bị VP móc từ đằng sau. Vâng, Chris vẫn đang cố gắng check ngách. Bên phía team Liquid đang hầu khá chậm, nhưng Sanji móc đến nơi rồi. Có người kê lại, đó là vị trí của Napfly. Nhưng mà Napfly tham mình sẽ như thế nào đây? Đây rồi, bị lộ ra rồi. Napfly bắn được vào đầu của vị trí Adren. Bây giờ thì Napfly cần phải câu kéo nhiều nhất thời gian có thể. Napfly có một mạng trước khi nằm xuống 7 game. Bombsite thì đã bị chiếm hoàn toàn rồi, nhưng đang có rất nhiều người móc ở phía đằng sau. Bây giờ thì game kết thúc đi, vị trí của Twin thành công rồi. Bom đặt đẹp cho vị trí của ngách. Nhưng Elite thì đã đổi vị trí hai người về City làm vị trí kia. Tiwi kết thúc Buster, Elite đổi một. Và bây giờ thì chỉ còn đó là vị trí của Adren cơ quy cất vào thôi. Quy cất khỏe máu nhưng Adren chỉ có được 3 HP. Quá khó những tình huống này. Adren bị nằm xuống rồi. Quy cất kết thúc đi, Tiwi được tình huống về là 1v2. Cơ hội vẫn là còn dành cho vị trí Quy cất. Và backside có người kìa. Không còn cơ hội nữa khi Nitro găm một viên Glock vào mặt của Quy cất rất nhanh. Và tỷ số là 9-7 rồi. Với cái Rapid Pistol này thì team Liquid hoàn toàn sẽ có thể nới rộng khoảng cách hơn với bên phía VP, nhất là khi họ được bắn ở bên T-side. Những cái kỹ năng cá nhân của team Liquid sẽ được đẩy lên rất cao. Trong khi đó thì VP họ đang chủ động eco trắng luôn rồi, không hề là fork buy. Sẽ chỉ là những khẩu USP đến từ bên phía VP thôi. Thì đây là sẽ là một round thắng dễ dàng dành cho team Liquid. Một round mà họ có 2 Gali, 2 Mark 10, cùng với đó là một khẩu SG trong tay của Elite. Nó sẽ là cực kỳ đáng sợ với bên phía team VP. Ở trong round đấu này thì bên phía VP nhiều lắm thì họ có thể bắt được 2 súng đến 3 súng của đối thủ rồi. Nó đã là quá tốt rồi. Hãy cùng xem nào, bên phía team Liquid họ đang tiếp tục hầu tiếp ở khu vực A-Ram. Và có cả những người hầu lại ở B-Bay để tránh những tình huống đẩy của VP nữa. Khi vừa rồi họ đã đẩy rất nhiều. Lần này VP lại chơi chậm lại một chút và bắn lùi sâu hơn vào trong bom sai cùng nhau. Bây giờ thì Quy Cut đã lộ vị trí rồi. Ô, Quy Cut vẫn kết thúc đi được vị trí Elite kia. Rất bất ngờ luôn. Chỉ là một khẩu USP thôi đã hạ gục một người có giáp 2 và một khẩu Gali. Bây giờ thì liệu rằng team Liquid phải trả giá cho cái tình huống coi thường đối thủ hay không đây? Vẫn kê lại cách và đó là một mạng rồi. Napfly kết thúc thì Sanji thành công. Bom Saiya chỉ còn một mình vị trí James ở khu backside thôi. Quả lửa đẩy sẽ vị trí James đi một nơi khác.
Bây giờ thì James đang về cùng với những người đồng đội của mình, chỉ là những khẩu súng lục thôi. Vitus Pro đang muốn đổi hướng đẩy đi. Vâng, có vẻ như đây trong tình huống đổi về, móc ngược về khu A-RAM chăng? Vâng, bây giờ thì bên phía của Team Liquid họ đặt được C4 rất đơn giản. Còn VP còn 3 người thì họ sẽ làm gì trong cái tình huống này đây? Cố gắng bắt súng ừ. Vâng, vừa rồi thì Elite với một khẩu SG có vẻ như đã không phản ứng kịp thời với tình huống bắn USP. Đáp lại với Mark 10 thì nói không, đó là suýt chút nữa đó là triple kill dành cho Napfly. Hơi đáng tiếc là pha cuối anh ta bị hết đạn, nếu không thì đã là triple kill rồi. Và bây giờ thì là round thắng thứ 10 dành cho Team Liquid rồi. Round đấu này bên phía VP full buy, có ốp không giáp dành cho James. Và một khẩu, và một quả smoke nữa. Liệu khẩu ốp này có khiến cho Team Liquid gặp khó khăn hay không đây? Bây giờ thì bên phía Vitus Pro họ đã có ọp trên tay của James. Vẫn tiếp tục là cái phong cách bắn ọp không giáp đến từ chàng James này. Và khẩu ọp trên tay của James thì vẫn đang đi ở ngách A rồi. James sẽ làm một phân pick. Đây là một bà first pick không có bạn. Có vẻ như vừa rồi là một tình bốc chuột. Những Elite vừa rồi đã bị tát vào đến từ cái viên đạn của James. Anh chàng James vẫn kịp bắn yếu đi một người của bên phía Team Liquid rất đanh đá. Và bây giờ thì khẩu ọp của James đã chuyển đi vị trí khác. James đã vòng ngược về khúc middle, để lại bom ma cho một mình Quicket cũng như Adrian rồi. Có lửa check xem back rất cẩn thận. Bên phía VP họ đã có người kê ngách, đó là Quicket thì chắc chắn sẽ có smoke được nhồi vào vị trí của Quicket thôi. Khá là đánh đá khi mà Quicket cũng đã chủ động trả ra một quả smoke từ trước. Và bây giờ thì liệu có một tình huống nào Quicket dám đẩy ngách hay không đây? Twist đã đang kê lại khá chắc chắn. Tôi nghĩ rằng đây cũng sẽ chỉ là một tình huống giữ vị trí mà thôi Chí ạ. Bây giờ thì các đại viên của Liquid sẽ ném full bài vào phía này ạ. Vẫn thi nhau spam nhưng sẽ là không được đầu quả lửa đẩy vào vị trí Quicket rồi. Nhưng Quicket vẫn tiếp tục kết thúc đi được vị trí của Steelway. Thí sinh tiếp theo không có rồi. Nhưng kịp bắn yếu đi tại chỗ. Đang có một người nữa. Adren chủ động pre-fire và đưa tình huống về là 4-3. Adren bị kết thúc tìm Elite rồi. Samji đổi một double kill dành cho Samji. Một quả smoke one way rất tốt. Vâng, và Samji liệu rằng sẽ có mạng thứ ba hay không đây? Kê đúng rồi kìa. Vâng, Samji ơi, Napfly đang muốn đi qua quả smoke. Vâng, Napfly ngồi trong quả smoke luôn. Nhưng góc kê của Samji trước về quả smoke này là quá đẹp. Và bây giờ thì Samji đang đẩy ra. Và Samji, đó là triple kill dành cho Samji. Round thứ 8 dành cho Vitus Pro. Rất tuyệt vời với một tình huống mà múa trong bom sai của Samji làm triple kill đem về được round thứ 8. Và bây giờ thì Team Liquid họ thua và họ sẽ phải fork bài. Siêu vẫn đủ tiền để có thể lên cho mình một khẩu AK. Và các thành viên còn lại thì có lẽ sẽ là lục và giáp thôi. Hãy cùng xem nào, Siêu vậy là vẫn để tiền rồi. Vậy vẫn để tiền để có thể mua được ốp trong round đấu sau. Bên VT Liquid chủ động lại eco với lục và thậm chí là không có giáp. Vâng, bây giờ thì sao đây? Siêu chủ động trả smoke cho khu vực A-RAM. Nhưng chỉ là những khẩu lục thôi. Bắn nhau với các thành viên Team Liquid thì nó sẽ là hơi khó khăn. Vâng, bây giờ thì Stewie đi có quả smoke luôn ư. Bây giờ thì Stewie đang muốn hướng khẩu DE lên khu bom dài A. Bom dài A đang có cái tên Adren chờ sẵn với một khẩu M4. Bây giờ thì Adren nhìn thấy rồi, quả nết được trả vào. Adren kết thúc trên tài trù. Double kill và transfer triple kill dành cho vị trí Adren rồi. Nhưng chàng Adren chỉ còn đó là 33 HP rồi. Một tình huống bắn tốt đến từ chàng Adren. Sanji kết thúc điều tuyết và chỉ còn một mình vị trí Elite rồi. Đã chọp đầu lộ ra rồi. Và đây sẽ là mạng thứ tư về cho Adren hay không? Móc sau và Buster rất tốn đạn. Buster vẫn chưa kết thúc được anh chàng Elite và phải kết thúc đến 24 viên pha mát thì cuối cùng Elite mới chịu nằm. Khoảng cách hiện tại chỉ có một round nữa và bây giờ thì bên phía của Team Liquid lại có thể full bài. Vâng, đây rồi, có ốp dành cho James. Vậy là Siwi không để tiền lên ốp mà vẫn chỉ là một khẩu SG trên tay của Siwi. Nhưng cũng đã hết sạch tiền rồi. Napfly thậm chí còn phải cầm cho mình một khẩu Mark 10 nữa cơ. Vâng, Team Liquid có vẻ như những tình huống bắn nhau của họ ở A-RAM với bên phía VP nó cũng không khá khẩm hơn là bao. Và có lẽ là sẽ nên đổi hướng di chuyển thôi. Lan được búp vào khu B-RAM cũng không có ai cả. Adren cũng đang bị lùa dần về. Vẫn là những tình huống chiếm A-RAM cơ bản ở giai đoạn đầu round. Những Team Liquid họ đi đâu về đâu nữa đây. Nó mới là vấn đề khi mà từ nãy giờ họ đánh lên bom sai A có vẻ như là hơi khó khăn. Bây giờ thì James một quả lửa tốt đến từ bên phía VP. Họ bắt được, đuổi được cái vị trí của James ra rồi. Bây giờ thì các thành viên của
team V2Pro. Họ vẫn đang có tầm nhìn rất đẹp đến từ chàng James ở cái khung middle này. Họ lại tập trung đội hình để đi vào khu bom Zaya rồi. Bom Zaya thì Adren cũng đang dần bắt nhịp lại được với trận thiếu này. Khi mà sánh đôi cùng với Adren, đó là bộ đôi quy cốt cũng như là sàn gì. Hai player đã bắn tốt nhất của V2Pro tính đến thời điểm hiện tại. Adren vẫn đang căn thăm mình ra để trả ra cái quả smoke one way. Và đây rồi, quả smoke đã trả ra khoảng thời gian 52 giây. Các thành viên của team Liquid họ có vẻ như vẫn đang muốn hầu. Đây sẽ một tình huống đánh tổng lực vào rồi. Toàn bộ đội hình của team Liquid đã ở dưới khúc Aram. Bây giờ thì Quicket sẽ đối đầu với tuyết sau quả smoke này. Stevie Sugay sẽ là người đi tặng. Quicket có vẻ tận dụng quả smoke one way. Quicket có một mạng rồi. Tác yếu đi một người, Stevie tiếp tục tìm Adren thành công. Quicket có được mạng thứ hai trước khi nằm xuống với Stevie. Sanji đối đầu với Stewie nào? Sanji liệu rằng có cắt góc spam hay không đây? Không, cắt một tình huống spam cả. Sanji đợi những người đồng đội của mình về. Buster kết thúc những tình thành công. Lock đi vị trí Stewie rồi. Mạng thứ hai dành cho vị trí Buster và chỉ còn mình giết Napfly mà thôi. Vừa nói đến xong thì James đã kết thúc đi Napfly rất nhanh. Và đó là round thiếu thứ 10 dành cho VP. Sán hòa được tỷ số đến từ bên VP với một tình huống xử lý quá tuyệt vời của Quicket. Và một tình huống mà anh ta đã bò vào ngách. Có được một khe smoke rất đẹp và thậm chí là ngăn cản được người đặt bom của bên phía team Liquid. Với cái việc có mạng như vậy thì bên phía team Liquid đã mất rất nhiều thời gian để có thể đặt được quả C4. Và những người đồng đội bên phía VP thì đã back về kịp thời. Bây giờ thì team Liquid họ chơi cho mình với DE, CZ và P250. Lượng liệu cũng sẽ là rất khiêm tốn. Có lẽ sẽ làm tình huống đánh nhanh thôi. Bây giờ thì có vẻ như team Liquid đang muốn đổi hướng về khu vực bom side B rồi. James, anh ta đã có góc cây ốp quá đẹp ở đây. Napfly đã phải nằm xuống trong tình huống này. Trong khi đó thì đã có vị trí của TreeZZ được boost về B-Ram. Nhưng không quá quan trọng. Buster một góc cây lùi rất đẹp. Vâng, liệu có nhá hay không đây? Vẫn chủ động trả smoke chứa khá an toàn đến từ Buster. James cũng đang kéo ốp lên. Thấy được vị trí của Stewie. Nhưng rất may là Stewie về được thành công. Thậm chí là còn kéo ngược ra để có thể repick. Nhưng với một khẩu DE thì có vẻ như khả năng cao là Siwi sẽ phải nằm trong tình huống này. Bây giờ thì các thành viên của team Liquid họ đang ném bài vào khu bom xe B rồi. Nhưng Sanji đang có vị trí đẹp ở đây. Adren mới nằm xuống, Buster đổi một. Vâng, đẩy bằng cấp luôn. James kết thúc một người, Buster có mạng thứ hai. Và Sanji đã headshot Nitro rất nhanh, mang về round thứ 11 dành cho VP. Những khẩu lục trên tay của team Liquid vừa rồi đi vào khu bom xe B thì không khác gì là những miếng mồi cho những tay thiện xạ như kiểu là Sanji và Buster. Đột nhiên thì VP họ vươn lên dẫn trước và ngay lập tức thì team Liquid phải sử dụng cho mình một quyền tactical timeout rồi. Vâng, map này từ ngày được thay đổi thì nó cũng đã có hơi thiên hướng một chút về bên phía City Side, khi mà City Side kiểm soát được rất nhiều ở khu vực A-Ram cùng với đó là cả B-Ram nữa. Nhưng có vẻ như là team Liquid bắn City Side thì cũng nổi tiếng là tốt ở map thi đấu Vertigo này rồi. Bây giờ thì có vẻ như họ vẫn đang không thể hiện được với cái phong độ mà họ mong muốn. VP, những round thắng của họ tích cho họ được rất nhiều tiền. Buster 9.200 tiền, James cũng đang có 6.000 tiền. Sanji 5.700. Với cái lượng tiền dồi dào như thế này thì VP họ sẽ rất thoải mái ở những round cuối cùng. Khi mà bây giờ thì bắt đầu dần đến những cái round quan trọng rồi. Adren chủ động kéo em to đến cá cường thả mình tốt đến từ Adren nhưng không thể nào kết thúc được Siwi. Rất may là Siwi lùi về được nhưng Quicket lại là góc đó. Vâng, chỉ đổi được một mạng của Siwi thôi. Bây giờ thì Sanji kết thúc được Elite thành công, đưa về là 4-3. Bên phía của team Liquid họ đang thiếu người hơn. Với những cái tình huống vừa rồi đẩy rất cục của VP, Sanji sẽ tiếp tục là người kê ách. Có lửa và góc bút thì không quá quan trọng. Khu vực anh tạm thời thuộc về team Liquid nhưng có lẽ sẽ là có flash được bung ra để Sanji pick người thôi. Nhưng Sanji đang đẩy ra và Tweet nằm xuống rồi. Không, chính là Tweet có mạng của Sanji rồi. Bây giờ thì tình huống đưa về là 3-3. Bom tiếp tục được ném vào khu bom xe A. Tầm nhìn của James với thổ bom đã bị che đi rồi. Vâng, James đã bị lửa đốt cái kia, còn 50 máu thôi. Tweet đang đẩy vào và check góc và có thể đặt bom được đến từ vị trí của Nitro. Cũng là đẹp về khung cách. Đang có tình huống bóc sau đến từ vị trí Buster. Và Buster thở bóc nhanh hơn. Đang cũng tình huống kê lại rồi. Ai sẽ là người giành chiến thắng trong round thi đấu này đây? James đang đẩy họp ra. Nhưng Napfly có vẻ như đã biết Buster đằng sau rồi. Bây giờ thì Napfly kết thúc Buster. Nhưng trước đó thì Nitro nó phải nằm xuống. Không trả ra đi ra defuse. Nhưng Twist kết thúc điệt Adren. James có kit trên người. Nhưng James có làm hay không nào James ơi? Hơi khó để có thể có một tình huống ninja defuse trong tình huống này. Đang đẩy lên đến từ vị trí Napfly rồi. Mà Napfly kết thúc điệt James rất nhanh. Khẩu orc đã bị thu lại. Và 11 đều dành cho team Liquid.
rất cục xúc đến từ Napfly trong tình huống vừa rồi. Và bây giờ thì là 11 đều, họ có được cho mình khẩu ốp. Team Liquid vẫn có thể làm được khi mà bây giờ tỷ số vẫn đang là cân bằng. Vâng, rất cảm ơn anh em đang theo dõi giải thiếu IM Cutaway 2020. Vâng, nếu như anh em nào mà đang xem thì hãy có thể để lại cho chúng tôi một nút like cũng như một nút subscribe được không ạ? Chúng tôi mới đạt đến con số 100.000 sub, nhưng chúng tôi vẫn đang hướng đến những mục tiêu cao hơn. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Và đến với round chiếu thứ 23 này thì bên phía của team Liquid, Stewie đang muốn có một tình huống pick cười ở một góc kề ỏm rất hay đến từ vị Stewie. Nhưng V2Pro có vẻ như sau những round thiếu đẩy ra hơi cường thì họ đang muốn bắn nhu trong round thiếu này rồi. Bây giờ thì VP lại lùi sâu hơn vào trong bomb side, thậm chí họ đã đẩy đến hai người ở khu vực middle để có thể giữ chắc được middle hơn. Nhưng team Liquid thì lại đang tập trung hoàn toàn vào ARAM. Và từ nãy giờ thì tôi chưa thấy team Liquid đánh B lần nào, họ chỉ có lên bom xe A thôi. Lên bom xe A khá nhiều lần. Và bây giờ một nét trả ra khá đau, bay thẳng vào người của Elite. Vâng, không phải là bay thẳng vào người nữa rồi, mà đó là quả nét bay giữa đầu thì đúng hơn. Anh chàng Elite một quả nét ăn vào đầu có vẻ như khá choáng váng rồi đó. 51 HP còn lại. Bây giờ thì team Liquid có vẻ như đã nghe thấy lời Cutter Chí và đang muốn đổi hướng về B. Buster thì đến một người rồi và Buster bị kết thúc đi với Nitro. Bom side B chỉ còn một mình vì chịu James đang ở khu vực lỗ mít mà thôi. Rất nhiều lửa nhồi vào, James mất đi phạm vi di chuyển rồi. Khu vực backside thì đang có một sự xuất hiện của anh chàng Santi. Bây giờ thì Santi có vẻ như sẽ đợi cho những người đội của mình về rồi. James đã đổi ra một vị trí khác rồi. Bom đặt thành công cho bên phía team Liquid. Và V2Pro sẽ retake của bom này như thế nào đây khi mà James kết thúc điểm Napfly và tình huống đang đưa về là 4 vết mà. Vâng, nhưng Stewie có ốp nha. Nitro đang bị lửa đốt và thời gian thì cứ thế dần trôi đi. Twist cũng đang có góc kê khá đẹp để cover cho Nitro. Vâng, Sanji liệu có thể nhìn thấy Nitro không đây, nhưng có không che mắt của Twist rồi. Và Nitro thì đang nằm xuống. Nhưng không thể làm được gì hơn trong tình huống này. Stewie đang cố gắng kê. Vâng, nhưng Stewie cũng đã lộ vị trí và có người móc lên từ B-Ram. Nguy cơ sẽ bị headshot kèm tức ngay lập tức. Có cả Sanji đổi mạng thành công. Và đó sẽ là round thắng thứ 12 dành cho bên phía VP thôi. V2Pro đang chứng minh rằng họ đang retake bomb rất tốt ở cái map thi đấu này. Bây giờ thì V2Pro đang dẫn trước với tỷ số 12-11 và team Liquid sẽ có một round thi đấu yếu tiền. Bây giờ thì team Liquid sẽ làm gì đây khi mà mỗi player của họ chỉ có 3.500 mà thôi. Elite và Stewie là những player có số tiền khỏe. Quyết định là hát bài đến từ các thành viên của team Liquid rồi. Hai khẩu AK được lên. Nắp lại và bắn P250 lên rất nhiều bom nhưng không có giáp. Bây giờ thì team Liquid sẽ làm gì trong một round thi đấu mà họ có hai khẩu AK ở đây? James vẫn đang muốn phân tích ở cái khu bom xe A này. Vâng, một góc kề rất đẹp dành cho James với khẩu ốp, nhưng về phía team Liquid có lẽ là họ cũng đang ngửi thấy mùi gì đó và họ không di chuyển hớ anh ở khu vực ARAM nữa. Bây giờ họ vẫn đang hướng về khu vực middle, cùng với đó là muốn đánh vào bom side B thì hơn. Vâng, chúng ta hãy cùng xem nào. Về phía Liquid họ chỉ có hai khẩu AK trong tay của Elite và Stewie, liệu có thể làm được trong tình huống này. Vâng, vẫn đang cố gắng boost vị trí của Elite lên. Hãy cùng chờ xem VP. Họ cũng đang dần cử người để có thể back được về bom side B rồi. Sanji, à không, đó là Buster đang kê khá là cường ARAM, nhưng Twist đã headshot được Buster thành công chỉ với một viên DE. Bắn thẳng vào mồm của Buster. Bây giờ thì Stewie đã áp sát lại gần hơn. Quicker đang kê lại trong side và được Sanji cover. Vâng, các thành viên của team Liquid họ đang dần để set up một bài vào khu vực bom side B. Có smoke che mắt của Sanji, Quicker thì đang bỏ người. Và đây là double kill dành cho vị trí của Quicker. Nhưng ngay lập tức có Elite bóc sau. Sanji đổi mạng của Elite đưa về là 3v2. Và bây giờ Sanji liệu có thể làm những một cái double kill hay không? Adre cũng đã xuất hiện với mạng của Napfly rồi. Bây giờ Nitro 1v3. Quá khó để Nitro có thể làm được gì đó. Thậm chí chúng ta chỉ có cho mình 7 HP rồi. Một con nét khá chính xác đến từ player đứng ở middle. Bây giờ thì sếp cũng sẽ không có là quá quan trọng dành cho vị trưởng Nitro. Khi mà round tiếp theo thì team Liquid hoàn toàn có thể có khả năng full bài được. Nitro đang một cấu súng của đối phương và một mạng dành cho vị trí của Nitro rồi. Sanji đã bị hạ gục. Các thành viên của team V2Pro cũng không có nhiều tiền hơn team Liquid là bao nhiêu đâu. Nitro vẫn đang muốn cố gắng đặt bom thêm tiền về rồi cho bên phía team Liquid rồi. Và bây giờ thì Nitro sẽ làm gì trong tình huống này đây? Quá khó. Và Nitro đã bị kết thúc đi bởi James. Round thứ 13 dành cho V2Pro. Rất cố gắng đến từ vị trí của Nitro khi anh ta đã đạt được quả C4 và còn chưa kể là kéo đi được Sanji nữa. Và bây giờ thì là round đấu thứ 25. Vâng, một round mà khá là quan trọng khi mà dần dần thì VP đang tiến gần hơn với những match point. Trong khi đó thì số lượng tiền của team Liquid thì họ không còn nhiều nữa.
Nitro liệu có quyết định lên ốp hay không đây, hay sẽ tiếp tục là của SG. Vậy là lên SG rồi, tăng thêm cái sự cơ động. 5 khẩu SG được lên đến từ các thành viên team Liquid, không khác gì với những cái lượng mà item như này. 5 khẩu SG, 5 là 3, tôi cứ tưởng đây là một cuộc thi bắn chim. Vâng, không biết là, nhưng mà đối thủ của họ lại là gấu cơ chứ không phải là chim. Đúng. Đối thủ gọi là VP. Bây giờ có khi team Liquid là đang đi săn thì nó mới gọi là chuẩn đấy này. Bây giờ thì hãy cùng xem 5 khẩu SG Nanomba sẽ làm gì trong round thứ 25 nào. Bây giờ thì 5 khẩu SG Nanomba sẽ đối đầu với cả vị trí của Adren, Vicus và cả những cái Zanzi nữa. Zanzi đang dần lấy lại sự tự tin trên cái đôi tay của mình rồi. Anh chàng Zanzi đã bắn rất tốt mà thôi. Đã có những tình huống cấu rỉa nhẹ rồi. Và anh chàng Buster thì còn đó là 12 HP. Buster làm gì mà còn đó là 12 máu thế kia. Chưa kịp nhìn thấy địch đầu thì đã là bị trọng thương rồi. Quyết định trong round thứ 25 này của team Liquid đó là một tình huống ra của Vito. Nhưng ở khu Vito thì Adren cũng như là James đang trả ra rất nhiều quả lửa ở đây. Team Liquid vẫn chưa thể vào cái cửa cái middle này. Một diễn biến khá chậm, nhưng khu vực middle thì team Liquid họ vẫn đang gây ra rất nhiều áp lực. James với khẩu op hoàn toàn có thể có được mạng trong tình huống này. Chúng ta cùng chờ xem nào. James đang có một góc kề rất đẹp. Đối thủ của anh ta đang là Nafly, nhưng Nafly cũng chưa hề có ý định đẩy ra ngay. Bên phía team Liquid lại tiếp tục hầu lại ở A-Ram. Có lẽ vẫn sẽ là một lần nữa đánh vào khu vực bonsai A thôi. Nhưng VP vẫn đang giữ cho mình lượng đồ khá là chắc. Buster và Sanji vẫn còn lửa. Vâng, Quy Cut cũng đang đẩy ra ngách rồi. Nitro muốn kê lại, cả hai bên đang nhìn nhau qua một quả smoke thôi. Vâng, ai sẽ là người phải nằm xuống đây. Bây giờ thì thêm một smoke nữa được nhồi vào ngách, khiến cho vị trí của Nitro gặp rất nhiều sự khó khăn. Quy Cut cũng không thể nhìn thấy gì cả, cả hai bên vẫn đang nhìn nhau. Bây giờ thì đẩy qua quả smoke đến từ Quy Cut không thành công, nhưng ngay sau quả smoke lại là Adren đổi ca rồi. Và lần này thì Nitro bị lừa. Nitro quay lại và có thông tin xem kết thúc từ CV thành công được về là 4v3. Nhưng bây giờ thì đổi mạng liên tục. Và TZZ chỉ còn cho mình 16 HP thôi. Vâng, 16 HP, 1v2 ừ. Tham còn 12 giây, cố gắng đặt C4 trong tình huống này để vẫn có thể có tiền được. Và TZZ, vâng, anh ta có biết rằng Sanji đang ở ngay gần mình hay không? Rất khó để cho TZZ có thể xử lý. Trong đó Sanji có vẻ như đang đợi đồng đội về rồi. Đúng là như vậy, Sanji đang đợi người đồng đội của mình về. Đúng hơn là một tình huống móc sau. Twist đang đẩy vào nhưng không thành công rồi. Khi mà vị trí của Twist đã quá yếu máu. Round thứ 14 thuộc về V2 Pro. Và 14-11. Tuy nhiên thì team Liquid vẫn còn tiền, họ vẫn còn rất nhiều tiền thì đúng hơn với tình huống đặt được C4 vừa rồi. Nhưng VP lại một lần nữa thì họ lại gần hơn với match point. Đàn gì đã bắn đến 20 mạng rồi. Và cũng là con số 2. Thì hai round thiếu nữa thôi thì V2 Pro sẽ đặt đến con số 16. Và chiến thắng ở match 1 sẽ gọi tên họ. Bây giờ thì V2 Pro khoảng cách chỉ là 2 round thôi. Liệu rằng họ có đem về Matthew Vertigo dành cho mình trong kèo bo ba này không? Team Liquid họ vẫn có đủ tiền full buy được. Nhưng có lẽ nếu như để thua thì sẽ là dấu chấm hết trong match thi đấu The Vertigo này. James vẫn đang có những bắn hỏng tốt ở cái khu bonsai A. Vâng, khu vực A-Ram vẫn đang được James ngắm khá kỹ càng như bên phía Team Liquid. Vâng, check rồi, nhưng đó là Siwi giạt ra bắn nhau luôn nhưng không thể nào thắng lại được một khẩu ốp trong tay của James. Elite muốn bỏ qua quả smoke này ư? Vâng, rất táo bạo, rất may là không có ai kê lại sau quả smoke bên phía VP. Sau khi họ có được lợi thế từ James thì bây giờ họ đang lùi tiếp sâu hơn vào trong bonsai. Team Liquid đang muốn chiếm bằng được cái thuộc lách A rồi. Lách A quý cơ từ nãy đến giờ cũng đang bắn rất chắc. Họ luôn luôn có những trò để ra chiếm ngược lại khủng ngách này. Nhưng Twist vừa spam chết được Quy Cut kìa. Mọi thứ đã bị đảo chiều rồi. 4v4 chưa biết được thế nào đâu. Bây giờ thì Pro họ đã mất đi một player bản chất hay nhất trong khu bom xe A. Đó là Quy Cut. Và bây giờ thì vị trí Buster thì đã đẩy được khu bom xe B rồi. Cực kỳ nhiều thông tin dành cho vị trí V2 Pro. Nhưng lại một lần nữa Buster sẽ gặp Nafly trong những tình huống kê móc. Bây giờ thì ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Buster chắc chắn sẽ là có những tình huống cô nào để cho những người đội của mình là A đấy rồi. Vâng, bây giờ hãy cùng chờ xem Team Liquid họ đánh lên A như thế nào thôi. Adren đang là người kê lại ở ngách. Trong khi đó James ngắm trực diện vào A-Ram. Và bây giờ Nafly kết thúc được Adren thành công. Buster móc đến nơi. Anh ta đổi được một mạng thôi. Nitro kết thúc được Sanji đưa về là 2v2. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình James. James có góc rất đẹp. Anh ta có được cả mạng của Nitro. Và đó là một cái triple kill dành cho James. Liệu có thể có qua đa kill hay không đây? Vâng, Elite xử lý quá khéo léo. Và đó là round thắng thứ 12 dành cho team Liquid. 12 dành cho vị trí của Elite rồi. Sorry tất cả mọi người, 12 dành cho bên phía team Liquid thì đúng hơn.
Elite vừa rồi đã có một tình huống bắn tốt. Và trận thi đấu này đang rất căng thẳng ở đây. Round thứ 27 thì bên phía team Vitus Pro họ đang yếu tiền rồi. Mặc dù họ đang có round điểm chiến thắng, với việc mất quá nhiều người thì họ không thể giữ được lượng tiền ổn định. Bây giờ làm round thi đấu Eco, khả năng cao sẽ là 13-14 và trận thi đấu này sẽ đến round thi đấu thứ 30 mà thôi. Bây giờ thì Sanji đang có một khẩu lục trên tay. Một góc kê rất đẹp đến từ Sanji. Nhưng đây là một tình huống bút người để bắt những tình huống di chuyển vào ngách rồi. Với một khẩu USP như này thì tôi nghĩ rằng Quý Cớt sẽ chỉ cùng lắm là bắn yếu đi được một người mà thôi. Vâng, khu vực bút này thường xuyên sẽ bị lửa check vào. Sanji thì đã bị bắt lại ở một góc ngồi mà khả năng cao chắc chắn sẽ bị check đến từ Sanji. Và anh ta đã không thể trốn được thành công. Bây giờ thì sao đây? Quý Cớt vẫn đang có khá nhiều tầm nhìn, nhưng bên phía Team Liquid họ đang bỏ qua luôn cái vị trí này thì phải. Có check hay không nào? Quý Cớt bắt được Elite rồi. Một tình huống đứng rất sơ anh đến từ các thành viên của bên phía Team Liquid. Nhưng Quý Cớt cũng chỉ là một khẩu USP thôi, không gây được quá nhiều áp lực với bên phía Team Liquid. Liquid họ biết rằng đối thủ chỉ có những khẩu lục, nhưng họ vẫn đang thi đấu khá là tự tin. Trinity headshot được Master. Và bây giờ thì Trinity có thể làm được hai trong tình huống này. James đã phải nằm xuống và còn một mình Adren trong quả smoke. Vâng, cố gắng kéo thêm một mạng nào đó thôi. Adren móc sau rồi, nhưng tình huống vừa rồi là quá vội vàng. Bây giờ thì tỷ số đã là 13 dành cho Team Liquid rồi, 13-14. Round tiếp theo thì Vitus Pro vẫn có thể full bài được. Và đây là round thì full bài, James vẫn là James và vẫn là khẩu họp. Các anh em khác của Vitus Pro thì đang là những khẩu Famat, khí hơi yếu để có thể đối đầu với những khẩu AK-47 và SG-53. Nhưng Vitus Pro vẫn có thể làm được khi ngày hôm nay Sanji và James đang bắn tốt vào tay. James muốn có một tình huống first pick nhưng không thành công. Đó chỉ có vẻ như đó chỉ là sự dọa mà thôi. Tiếp tục cái Team Liquid họ lại di chuyển lên AUM. Nhưng VP họ vẫn đang giữ ngách rất khó chịu đến từ vị trí của Quý Cớt. Còn từ nãy giờ thì Quý Cớt sẽ là cái chốt chặn quan trọng nhất của bên phía VP ở khu vực bóng dây A. Và bây giờ thì Team Liquid họ sẽ làm gì đây? Vẫn đang hầu ở dưới khá trì. Từ đầu đến giờ Team Liquid như họ mới vào B một lần thì phải. Một lần duy nhất họ thành công. Adren vừa có được mạng của Siwi rồi. Có vẻ như là một tình huống đục qua tường. Và một tình huống đục theo tham mình rất hợp lý. Bây giờ Quý Cớt có được mạng Elite. Bên phía của Team Liquid họ đang làm cái gì này? Họ di chuyển mà không hề check những cái góc quan trọng. Và bây giờ họ chỉ còn 3 player thôi. Bây giờ thì Team Liquid có vẻ như đang muốn đổi hướng về B. Bom xe B hiện tại thì Butter vẫn giữ được quả smoke ở khoảng thời gian 50 giây như này sẽ là rất khó đoán. Bây giờ thì cần chỉ đợi tham mình thôi. 40 hoặc 45 giây mà Butter trả ra quả smoke này thì Team Liquid gần như là hết cơ hội. Mặc dù họ vẫn còn đó là hai quả lửa quắc lên nhau. Bây giờ đúng thời gian rồi đây này, 40 giây. Nhìn thấy một cái chỏm đầu thôi là Butter sẽ giật chốt và thả quả smoke này ra. Đúng là như vậy rồi. Quả smoke này được ném ra khoảng thời gian 35 giây. Vẫn còn một quả lửa nữa kìa. Đi qua lửa luôn đến khi chưa Nitro nhưng vẫn chưa thể sổ vào đến từ anh chàng cầm bom, đó là vị trí của Napfly. Nitro vẫn đang cố gắng cover lại cho đồng đội mình có thể đạt được C4 tình huống này. Một nét được ném ra rất đau. Nitro có cho mình nửa cây máu thôi. Vâng, Nitro vẫn đang cố gắng trong bom sai, trong đó VP đang retake khá là chậm rãi. Bây giờ sau đây headshot được Nitro rồi, có được cả mạng của Napfly và TZZ sẽ phải làm rồi. Không thể nào làm được trong tình huống này và đó sẽ là round thắng thứ 15 dành cho VP. Họ chạm tay được vào Matchpoint rồi. Nhưng mà với việc đặt bom ở trong round vừa rồi thì Team Liquid vẫn có thể full buy được cách bình thường. Tỷ số hiện tại vẫn đang là 15-13. Nhưng Team Liquid có khả năng làm được trong round hiệp sau. Trận tiếp này vẫn đang rất hấp dẫn. Hình như là cứ lúc nào tôi nhắc là Team Liquid đánh B thì họ đánh B thật. Đúng. Cũng vào được thành công nhưng chỉ là không giữ được C4 thôi. Chính xác cả như vậy. Bây giờ thì quyền tham gia tactic cuối cùng dành cho bên phía Team Liquid. 15-13, liệu VP có thể kết thúc được map thiếu đầu tiên hay không đây? Hai bên đang bắn nhau khá là căng thẳng rồi. Team Liquid thì họ vẫn còn cơ hội khi mà VP nếu thua một round thôi thì họ sẽ phải có ít nhất là một round nữa phải eco. Nó sẽ khá nguy hiểm dành cho VP nếu họ mắc sai lầm. Bây giờ thì Team Liquid có ốp dành cho Stewie. Đây là sau cũng khá nhiều round mà không thấy có khẩu ốp nào xuất hiện lên phía T thì cuối cùng họ vẫn lên một khẩu đúng không? Không biết rằng là thành bại có tại Stewie hay không đây. Stewie một mẫu player đột biến đến Team Liquid. Nhưng vấn đề là ngày hôm nay thì Vitus Pro họ đang bắn quá chắc ở bom xe A. Master đang rất khéo léo ở bom xe B.
Bây giờ thì Stewie đây rồi, góc cam đã về ngay vị trí của Stewie. Sẽ là một tình huống muốn phân pick mà thôi. Bây giờ thì Buster vẫn đang làm những tình huống nhà đến từ Buster, nhưng team Liquid lần này có vẻ như họ đang muốn ghé thăm vào khu bom B ở khoảng thời gian sớm hơn. Bây giờ thì bên phía team Liquid họ đang dàn đội hình ra và vẫn có thể đánh được cả lên bom xe A lên bom xe B, nhưng họ cần phải bắt được một người ở đâu đó đã. Từ nãy giờ thường là bên phía VP là bên có mạng trước rồi. Còn Liquid rất ít khi họ đạt được cái lợi thế về người. Và bây giờ thì họ đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó, nhưng VP bắn cũng rất cẩn thận. Thậm chí là họ còn đang gần như là back hoàn toàn vào khu vực middle và để bom xe A lại cho vị trí của Quicker solo. Đang có vị trí của Aram back về bom A để hỗ trợ rồi. Bây giờ thì tiếp tục nhồi nết vào khu vực Aram. Fake khu bom xe B để đánh ngược lên A rồi. Không 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 phải là fake ngược lên B mà đánh A, mà đây sẽ là một tình huống đánh vào khu bom xe B luôn ư? Đúng là như vậy rồi, fake khu bom xe B lần 1 để đánh vào khu bom xe B lần 2. Nhưng vẫn còn một quả lửa nữa nhồi ra. Smoke ném vào rồi. Vẫn còn lửa smoke rất nhiều đến từ Vizu Pro. Họ đang giữ được bom, nhưng quả smoke che đi ngách thì rơi xuống rồi kìa. Bây giờ thì James có được một mạng của Pit. James không có mạng thứ hai, khi đó là tình huống đổi mạng nhanh của Tyro. 4v4 rồi. Bây giờ thì Vizu Pro sẽ retake như thế nào đây? Sanji có được một mạng nữa. Stewie kết thúc được Sanji và được tình huống bây giờ 3v3. Buster phát hiện ra được một người rồi, nhưng vị trí của Tyro có vẻ như vẫn chưa bị lộ. Bom vẫn chưa kịp đặt, thời gian của nó là 18 giây mà thôi. Đắp ngoài kết thúc điểm quy cất rồi. Stewie hạ gục được Buster và đó là round thứ 14 để tìm Liquid. Triple kill dành cho vị trí của Stewie với khẩu ốp trên tay. Vâng, với một khẩu ốp thôi, Stewie ngay lập tức tạo ra sự khác biệt. Và round đấu tiếp theo bên phía của VP họ yếu tiền. Họ sẽ phải chơi Mark 7, farm hard cùng với đó là DE. Khả năng cao là team Liquid sẽ kéo về được một cái OT rồi. Khả năng cao rồi. Nhỡ đâu là ai đó có thể tỏa sáng đến từ bên phía VP. Thôi thì bây giờ có phải nói rằng là 90% là chúng ta sẽ bước vào những lượt overtime rồi. Còn 10% còn lại là do những cái cá nhân của bên phía team VTube Pro tỏa sáng với những khẩu lục mà thôi. Mãi đến round đầu thứ 29, team Liquid mới nhận ra là đánh vào bom side B để tìm về được một cái chiến thắng. Từ nãy giờ đánh A toàn thua. Đúng rồi, họ mới chỉ gọi là ngộ nhận một chút là vào khu bom xe B là sẽ đặt bom thành công thôi. Đúng. Nhưng mà chiến thắng hay không thì chưa biết. Phải sau rất nhiều round thứ tìm hiểu thì cuối cùng họ mới biết là có thể vào được bom xe B và giành chiến thắng. Vẫn hơi chậm. Đúng. Họ đã để cho VP có match point trước rồi và kéo về lượt OT thì vẫn căng thẳng. Chưa biết được là mèo nào cắn mỉu nào đâu. Vâng, thậm chí là bây giờ họ vẫn có khả năng có thể thua cuộc. Sao đây, Buster đẩy lên khá cục với khẩu DE trên tay. Rất tự tin, thậm chí VP đẩy tận 3 người ra khu vực B-Ram và để lại một mình vị trí của Quicker solo ở khu vực bom xe A. Bây giờ hãy cùng xem những cái tình huống mà đẩy bất ngờ như thế này của VP nó khiến cho Liquid họ bị gì hay không đây. Ngồi giữa đường như này với một khẩu lục đến từ vị trí Buster. Buster cầm lại có một viên vào đầu ngay. Thì may ra mới bảo toàn được cái vị trí của mình. Nhưng Twist vẫn đang là những tình huống kề đẩy thôi. Và có vẻ như bên phía team Liquid biết rằng đây là round default buy của VTube Pro và họ sẽ không có nhiều súng to đâu. Buster đang quyết định liều ăn nhiều ở đây. Một góc ngồi giữa đường. Nhưng vị trí của Twist tôi nghĩ rằng sẽ không phải là dạng vừa đâu. Bây giờ thì lại đổi hướng rồi. VP lại đang back dần với khu bom xe A khi họ đã có khá nhiều thông tin. Ở bom B thì Buster bây giờ đang bị dí vào, anh ta có một bom rồi. Không có double kill dành cho Buster, nhưng đó cũng là một mạng mà rất quan trọng dành cho bên phía VP. Và bây giờ thì hãy cùng xem nào, 4v4. Time cũng chỉ có 43 giây thôi. Ở những round mà đánh chậm như thế này nó cũng sẽ là rất nguy hiểm. Và team Liquid không muốn về B nữa, họ đang muốn đánh lên bom xe A. Nhưng họ cần vượt qua Quicker ở ngách đã. Vâng, liệu có một lần nữa là Elite anh ta mắc sai lầm hay không đây? Và bây giờ thì bên phía team Liquid, Napfly thấy được rồi và kết thúc được Quicker thành công. Tuy nhiên thì Napfly cũng chỉ còn cho mình 19 HP. Sanji đang cố gắng giữ lại nhưng có đến 2 quả smoke ném ra để che mắt Sanji. Không thể nhìn được cái gì cả. Bây giờ đứng lên thì Sanji sẽ phải nằm xuống, thậm chí có thêm lửa nhồi vào. C4 được đặt dành cho team Liquid và có lẽ sẽ là round thẳng thứ 15 dành cho họ thôi. Elite kết thúc việc Sanji rồi và chúng ta sẽ đến với những level time. Vừa rồi anh ra Quicker hơi đen thôi, đó là của AK. Tôi nghĩ rằng là Quicker sẽ có mạng đến anh chàng vị trí của Napfly. Nhưng vừa rồi thì nó lại là một khẩu farm mát 15 đều. Và chúng ta sẽ cùng đến với những lượt overtime đầu tiên. Từ hôm qua đến hôm nay đã có những lượt overtime nào chưa nhỉ?
Nếu tôi nhớ không nhầm thì là trưa. Đúng đúng, nếu tôi nhớ không nhầm cũng là trưa, có phải như anh em mình duyên với map Vertigo rồi, còn có duyên với cả những lượt overtime nữa cơ. Vâng, mở màn của lượt overtime đầu tiên trong cái giải đấu này cũng là Cheese và Bobzy. Bây giờ chúng ta cũng đến ngay với cái lượt OT đầu tiên thôi. Lượng tiền cộng vào là 16.000, cho nên cả hai team đang bài rất đầy đủ. Stewie là người có ôm và cả J cũng vậy. Hãy cùng xem với khẩu ôm này, Stewie liệu có thể đem về được vài lợi thế cho bên phía team Liquid hay không đây. Buster tiếp tục đẩy cường ra khu vực B-Ram. Góc ngồi quá đẹp dành cho vị trí của Buster. Với kết quả smoke này, GZZ cũng chỉ đứng ngoài. Ồ, có định spam hay không? Không, vâng, không. Chỉ kê bên ngoài thôi. Không. Tôi tưởng spam góc đấy thì lại hơi kinh quá. Đúng, đúng, đúng. Spam góc đấy thì cũng sẽ, người ta sẽ bảo là vua hack mất. Bây giờ thì Buster quả smoke tan đi, anh chàng này sẽ phải chọn một vị trí khác thôi. Những vị trí chơi như vậy, quả smoke tan đi sẽ là rất sâu. Stewie đang đẩy hòm lên của A-Ram rồi. Và Stewie đang muốn pick người để tạo ra lợi thế dành cho bên phía team Liquid. Trong round thứ này, TV họ đang bắn rất lùi. Tuy kết thúc điểm Buster rồi, tôi nói mà. Bây giờ TV cất lộ rất nhiều tiếng rồi. Stewie không có một ý định nào đó là đẩy lên cả. Quả smoke tạt, quả smoke đã nổ ra và Stewie sẽ phải lựa chọn được vị trí khác. Vì V2Pro đang bách toàn bộ đội hình của mình về khu bom sai A. Không, đúng hơn thì là bách hai người thêm nữa về A mà thôi. Để lại vị trí của James solo ở khu middle. Vâng, James gần như là solo đến hai đường cùng một lúc. Bom đang di chuyển ngược về B rồi. Vâng, một tình huống mà di chuyển hai bên đều đang trái ý của nhau. Liquid thì về B, còn VP thì lại chủ động đứng ở khu vực bom sai A. James thấy được cái điều gì đó nhưng James nằm xuống về Nitro. Khá đáng tiếc, và bây giờ thì bom sai B của bên phía VP đã clear rồi. Vào đặt C4 rồi, Liquid ơi. Trong khi đó các thành viên của bên phía VP với ba người về lượng tiền rất đầy đủ, chắc chắn họ sẽ đi cứu trong cái tình huống này. Không tội gì phải xếp cả. Chưa biết được rồi, và có vẻ như V2Pro họ đang định lựa chọn an toàn khi mà không còn đồ đạc nào nữa trên người. Họ đang đi về đến khu City và đây sẽ là một tình huống đi xếp súng của V2Pro. Đi xếp súng rồi, một quyết định an toàn của họ, và round thiếu này sẽ là round thứ 16 dành cho team Liquid mà thôi. Một tình huống bắt bài A đến từ VP. Nhưng mà team Liquid thì lại tự nhiên bắt được một cái gì đó. Cũng bắt bài ngược lại ngay. Bắt được một tín hiệu gì đó và di chuyển ngược về khu bom CB khi mà anh chàng Buster từ đầu trận đến giờ là vâng, một cái round thắng mà khá là thoải mái dành cho team Liquid với một pha mà di chuyển ngược hướng với team VP thôi. Rất hợp lý và hiệu quả. Và bây giờ thì VP với việc họ vẫn giữ được tiền thì giữ được súng thì round đấu này sẽ là cực kỳ thoải mái. James vẫn sẽ có ốp, nhưng có vẻ như từ khi mà vị trí của Stewie lên ốp thì liên tục là đem về những round thắng cho bên phía Liquid. Có lẽ đây mới là cái pha gọi là xử lý nó hợp lý nhất của bên phía team Liquid để có thể đem về được chiến thắng, đó là đem khẩu ốp cho Stewie. Bây giờ thì các thành viên của V2Pro họ đang muốn đẩy sớm ở khu bom dây A để lấy thông tin ư? Những tình huống đẩy như này sẽ là hơi khó khi mà ở dưới khu Aram thì vẫn có những tình huống kề lại. Quy cất quyết đẩy ra để lấy ra một vị trí khác rồi. Lần đầu Quy cất đứng vị trí này nhưng trả ra quả lửa là sai cho mình. Elite đang focus vào nhưng Quy cất bắn tay là to hơn. Đó là một tình huống phân tích thành công của VP. Nhưng Stewie vừa đổi mạng của Quy cất rồi. 4v4 lợi thế ngắn lại chẳng tề gàng. Bây giờ thì VP sẽ làm gì đây? Họ đang bắn phải bắn 2A và 2B. Và vị trí của TZ đã bị lộ rồi, ngay lập tức là James đẩy ra. Và TZ không thể nào kịp nhìn xem James ở đâu nữa cơ. 4v3. Và bây giờ chúng ta cùng xem nào, Liquid họ gặp khó trong tình huống này. Tham cũng chỉ còn 55 giây thôi. Team Liquid vẫn đang muốn đánh về khu vực bombside B. Và ở bombside B vẫn đang có James với một góc cây ốp rất đẹp. Mid đã có một tình huống đẩy đến từ vị trí sàn gì rồi. Vâng, không biết rằng với một tình huống đẩy này thì Sanji sẽ đi đâu đây. Sanji có vẻ như đang muốn về ngược lại khu bom sai A, nhưng team Liquid đang muốn về B. Sanji ơi, bây giờ thì Sanji đã đẩy mid rồi. Vâng, Sanji rẽ bên phải, không nhìn thấy ai có báo rằng cho những người đội của mình là họ về B không đây. Bom ném phải B rồi. Ok, từ rất xa đến từ vị trí James. Bây giờ thì James sẽ phải hỏi hỗ trợ về thôi. James tác yếu đi Stewie. Một máu kia và quả nết này. Goodbye Stewie. Và mạng thứ hai dành cho vị trí James. Đó là một quick scope rất nhanh. Nitro quyết định đặt vách một nhịp nhưng không. Sanji đã ở đó và 16 đều dành cho V2Pro.
16 đều rồi, bên phía của VP ngay lập tức là có một câu trả lời đáp trả với các thành viên team Liquid. Những lời OT nó vẫn là căng thẳng. Và bây giờ team Liquid vẫn sẽ làm ra một full buy đầy đủ thôi. Stewie với khẩu ốp vừa rồi đã không thể nào chiến thắng trước James. James cũng đã có cho mình đến 25 frag rồi, khá là kinh khủng. Nhưng mà Chí phải thấy rằng cái tình huống thủ ở khu bom xe B của James là rất hay đúng không? Vừa rồi ở cái round trước đó thì anh ta đã bị nằm xuống khi mà không có ai cover thôi. Còn James mà có cận vệ ở xung quanh thì hoàn toàn có thể xử lý cách thoải mái và xuất thần. Và bây giờ thì bên phía của VP sau đây Buster có được mạng của Twitch rồi. Vẫn là những tình huống đẩy B-Ram quá cục xúc đến từ Buster. Lần này đã có được mạng của Twitch ZZ, nó cũng vẫn là thành công. Trên bom xe vẫn còn James và khổ ốp. Bom xe B sẽ chắc chắn hơn bao giờ hết. Còn James và còn ốp thì vẫn còn cơ hội dành cho bên phía VP. Nafly vẫn đang có những tình huống di chuyển ở middle này rồi. Tình huống di chuyển cùng với ở vị trí Stewie. Clear mid nhưng sẽ đi đâu đây? Quicket vẫn đang bắn rất chắc ở khu vách A này. Vâng, Quicket vừa khen xong thì đã bị Elite hạ gục rồi. Tình huống tham mình hơi tệ dành cho anh chàng Quicket này. Bây giờ thì chiếm được mid rồi, team Liquid hoàn toàn có thể móc ngược vào khu vực bom side A hoặc bom side B. Móc vào bom side B có vẻ sẽ là hợp lý hơn khi mà đang chỉ có một mình James với khẩu ốp ở đây thôi. Không thể nào cản lại được 4 player của bên phía team Liquid. Và James có vẻ như cũng đã nhận ra điều gì đó, anh ta đang lùi về sâu hơn. Đang có Sanji kê sau cho vị trí của James rồi. Hãy cùng xem tình huống này, Stewie liệu có thể bắt được ai không. Sanji đã muốn bỏ ra, anh ta bắt được Nafly và thậm chí Stewie không thể nào đổi được mạng. Vâng, một cái góc kề mà nó có vẻ như là khiến cho Stewie gặp bất ngờ. Bây giờ thì James, anh ta flick trượt và sẽ phải lùi sâu vào trong. Vẫn còn một khe nữa để kê lại. Có lửa nhồi vào, bây giờ thì James sẽ phải đổi góc thôi. Có được mạng của Nitro, tiếp tục trả lửa ra. Tham còn 20 giây và hơi khó cho team Liquid, một quả nết rất đau. Siwi còn 42 HP, nhưng Siwi còn ốp và vẫn có thể cứu được. Và bây giờ thì sao đây, Siwi góc đứng đã không có rồi, nhưng Elite có mạng Sanji. Ngay lập tức Adren deny DJ và đưa tình huống về là 1v1. Bây giờ thì Adren liệu có thể đấu tay lại được Elite hay không đây? Sai ta mình rồi, và đó là round thắng thứ 17 dành cho team Liquid. Vâng, Adren làm gì mà đã deny đi người đội James của mình thế kìa. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi đang thấy hơi ít những pha replay. Tôi rất muốn tìm hiểu nguyên nhân vừa rồi, không hiểu tại sao lại có một tình huống xử lý hơi khó hiểu đến từ vị trí Adren như thế. Đó là một tình huống retake mà hơn người đúng không? Chắc là xếp thẳng hàng rồi, James xếp thẳng hàng đối thủ. Và khi mà James vừa bắn được đối thủ thì vị trí Adren cũng giật mình mà bắn theo. Cho nên là kiểu đạn lạc vào mồm vậy, biết làm sao được, trách ai bây giờ đây. Không ai muốn một tình huống đang từ 2v1 và thành 1v1 cả. Bây giờ thì hai bên đã đổi sai, VP bắn ở C sai rồi. Vẫn là ốp dành cho James. Và bên team Liquid vẫn có ốp dành cho Siwi, nhưng lần này có cả Nafly nữa. Hai khẩu ốp liệu có thể gia tăng sự chắc chắn cho bên phía team Liquid ở bên phía City hay không? Họ đang là đội dẫn trước và họ có thể kết thúc được cái map thi đấu này. Bây giờ thì các thành viên của Vitro, Adren vẫn trả lửa ra vào cat pit, nhưng ở báo cat pit không có ai cả. Team Liquid thì họ hay thích bắn cái phong cách 3A tiềm đầu, một mid và một người solo cùng bóng xe B. Khi mà Tweet là người solo của bóng xe B cũng có thể gọi là tin tưởng được. Vì Vitupro thì Buster với Tweet tiếp tục tạo nên công việc nữa ở khu bóng xe B này thôi. Quicket hạ gục Elite rồi, Buster tiếp tục bắt được vì Tweet ở cái khu bóng xe B. Bóng xe B thì đã hết người rồi. Bây giờ thì Liquid Nitro có một mạng double kill dành cho Nitro trước khi bị kết thúc bởi Quicket. Tình huống đưa về là 3v2 dành cho Vitupro. Bom sẽ được di chuyển lên A hay B đây, khi mà cả A và cả B đều mất cười. Vitupro quyết định chọn lên khu bom xe B rồi, nhưng bom xe B đang có cái góc kê off của Nafly. Quả flash là trắng. Bây giờ thì Nafly sẽ làm gì đây? Buster đến gần là gần lắm rồi. Nafly có một mạng, Buster muốn đổi mạng nhưng không thành công. Đó là tình huống cover hay của Stewie 2K. Quicket bị kết thúc để Nafly rồi, và Madboy đến với team Liquid. Hai khẩu ốp của bên phía team Liquid nó đã phát huy hiệu quả và đem về được round thắng thứ 18 dành cho team Liquid rồi. Vâng, VP những tưởng như với cái lợi thế hơn người họ sẽ gỡ hòa được 17 đều, nhưng không. Nafly và Siwi đã xử lý quá tuyệt vời trong cái round đấu vừa rồi. Và bây giờ thì VP liệu họ có để mất cái map thi đấu này vào tay của team Liquid hay không đây? Bây giờ thì sẽ là Madboy dành cho team Liquid. Rằng ai sẽ người tận dụng được đây. Và Elite vừa rồi đẩy quá cường skill và đã kết thúc Buster cực kỳ nhanh. Tweet vừa rồi đã phải gọi hội đến rồi. Vừa rồi thì Elite đã mở điểm dành cho bên phía team Liquid. Bây giờ thì lợi thế hơn người, team Liquid tận dụng được thì họ sẽ lấy luôn cái map thiếu đầu tiên.
khả năng cao là vậy, khi mà bây giờ Team Liquid họ vẫn đang bắn rất chắc chắn. Tiếp tục là Truy CZ đẩy ra khu vực B-Ram và sẽ có khá nhiều thông tin dành cho bên phía Team Liquid. Và Team Liquid sẽ làm gì đây? Napfly đang kéo ốp lên khu vực ngách rồi. Có người nhảy lên và ngay lập tức cái game nằm xuống trong tay của Napfly. Elite bóp đằng sau. Và bây giờ Elite đang bỏ người rồi. Một mạng nhưng suýt chút nữa là có thể có double kill. Hơi tiếc là Elite yếu máu. Nhưng không sao cả, 4v2 mà. Bây giờ thì vẫn còn cơ hội dành cho các thành viên Team Liquid có thể kết thúc trận thiếu này. Nhưng Adren vừa rồi kết thúc được tweet và họ đã biết là khu bom sẽ bê clear. Bây giờ thì Adren cần phải chiếm vị trí để cho tình huống gì chuyển về của Samji là tốt hơn. Bây giờ thì Adren, vâng Adren, quả smoke này gọi là hơi lỗi đây mà vẫn có góc cây off đẹp. Nhưng Samji vừa kết thúc việc đáp lại rồi, đang từ 4-2 thành 2-2. Stewie kết thúc đi được một người rồi. Vâng, Stewie đối đầu với Samji, ai sẽ người giành chiến thắng đây? Và GG well play khi mà Nitro kết thúc việc Samji. Tỷ số của map chiến đầu tiên là 19-16. Vâng, đúng là thành bại tại Stewie. Ở những round đấu cuối cùng thì vị trí của Stewie đã tiếp tục có những pha tỏa sáng, và đó là cả Elite và CZZ nữa. Chiến thắng dành cho bên phía của Team Liquid cũng khá là nhọc nhằn. Vâng, và vậy là trận thiếu đầu tiên trong kèo 3 giữa Team Liquid và Virtus Pro thì đã kết thúc rồi. Chiến thắng gọi tên Team Liquid, và chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong một ít phút trước khi đến với map thiếu thứ hai rồi. These are those moments I don't think anybody else going to forget.